chương 1391, đầu mục gặp mặt. Hổ Vương nhất tộc bởi vì mấy năm gần đây cả một tộc bên trong vận hành quyền đều giao cho nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh hai cái này lòng tham không đáy gia hỏa tới quản lý, bởi vậy cả một tộc Bày Văn Minh phát triển trình độ có thể nói là tương đương lạc hậu. Gần như cùng trăm năm trước trạng thái không có cái gì tiến bộ có thể nói. Quan sát một cái tộc đàn Văn Minh trình độ cùng kiến thiết phát triển tình huống, từ bộ lạc của bọn hắn tổng bộ kiến thiết tình huống liền có thể nhìn ra cái đại khái đến, mặc dù hổ vương nhất tộc là cao quý 10 vương thống trị cấp bộ lạc một trong. Thế nhưng là bọn hắn tổng bộ kiến thiết trình độ gần như còn không có xà nhân nhất tộc như vậy tinh xảo. Nơi này mỗi tòa nhà nhìn đều tương đương thô ráp. Trong tộc các chiến sĩ ăn mặc cũng là tương đương nguyên thủy, mặc dù là tương đương có huyết tính chủng tộc, bẩm sinh tranh đấu ý thức 10 phần mãnh liệt, nhưng bọn hắn bộ tộc này bày văn minh trình độ thực sự là quá mức lạc hậu bước vào trước mắt cái này rộng rãi trong sân talia nữ vương bọn người nhao nhao lắc đầu đối trước mắt nhìn thấy cục diện như vậy biểu thị bất đắc dĩ trời ạ à, nếu như không phải đối mười vương nhất tộc thân phận có hiểu biết ta thực sự nhìn đoán không ra cái này hổ vương nhất tộc cũng là cao quý mười vương thống trị bộ lạc một trong ha 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 không dối gạt talia nữ vương nói ta và ngươi cũng giống như vậy ý nghĩ loại địa phương này nếu không phải mang theo nhiệm vụ đến đây chỉ sợ ta một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa hoàn cảnh ác liệt không nói kiến trúc quy mô cũng là tương đương đơn sơ xem ra cái này hổ vương nhất tộc mười vương giai cấp thống trị thân phận sợ rằng cũng phải tại hôm nay bị triệt để sửa toàn bộ khu vực vẫn là làm từ xà nhân nhất tộc đến mang lĩnh huyền võ phân thân cũng là từ đáy lòng phát ra dạng này cảm khái talia nữ vương nghe được đồng bạn như vậy dường như cũng nhận được cực lớn cổ vũ càng thêm có một loại muốn điều khiển toàn bộ hổ vương bộ lạc khu vực xúc động Nàng cũng ở trong lòng âm thầm thề, chỉ cần mình thật sự có thể thay thế Hổ Vương Tôn, trở thành một đời mới trắng Vương Tôn, chân chính bước vào đến 10 vương lĩnh tay áo cấp bậc, nàng nhất định sẽ dốc hết tâm huyết của mình, đem toàn bộ bộ lạc xây dựng thập toàn thập mỹ. Cũng làm cho toàn bộ khu vực tất cả chủng tộc văn minh phát triển tăng lên tới một cái toàn cấp độ mới. Trên thực tế Talia nữ vương thật là loại kia trời sinh lãnh tụ, ý nghĩ của nàng có cực mạnh bao dung tính mà cũng không phải là loại kia một mực truy cầu cá nhân thực lực tăng lên người. Đối với bọn hắn loại trình độ này thú tộc cường giả đến nói cá nhân thực lực vẹn vẹn chỉ là một cái khu vực văn minh cường đại hay không cơ sở cân nhắc tiêu chuẩn, cố nhiên cần một cái thực lực đủ cường đại lãnh tụ. Thế nhưng là quan lãnh tụ thực lực cường đại còn còn thiếu rất nhiều, phải nghĩ điện pháp làm cho cả tộc đàn tất cả các chiến sĩ thu hoạch được cộng đồng tiến bộ cùng tăng lên cơ hội. Đây mới là một chủng tộc đi hướng bền bỉ tính phát triển căn bản điều kiện mà trước mắt hổ vương nhất tộc, rõ ràng xa xa không đạt được yêu cầu như vậy, chú định cũng phải bị thời đại đào thái. Cho dù bọn hắn không có bị Từ Dương bọn người chọn trúng, cũng sẽ trở thành cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu, sớm tối cũng sẽ bị cái khác cái sau vượt cái trước chủng tộc thay thế. Lúc này Từ Dương đoàn đội tất cả mọi người không tiếp tục tiếp tục bảo trì Bạch Hổ chiến sĩ Ngụy Trang hình thái, tất cả đều dùng mình nguyên bản diện mạo gặp người. Bởi vậy làm dạng này một mực nhìn càng giống là khách không mời mà đến nhân tộc đoàn đội dẫn theo một đám bạch hổ chiến sĩ xông vào hổ vương nhất tộc tổng bộ khu vực thời điểm tất cả hổ vương tôn dưới trướng thân tính toàn bộ mắt trợn tròn ngay lập tức tập kết tại cái này vô cùng rộng rãi tổng bộ quảng trường ở giữa cùng những cái này bạch hổ các chiến sĩ dàn co cầm đầu kia một trên thân khắc dấu lấy hai màu trắng đen hoa văn mảnh hổ chiến sĩ chính là hổ vương tôn đệ tử đích truyền một trong cũng là phụ trách trông coi toàn bộ hổ vương nhất tộc tổng bộ đại thống lĩnh. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, gia hỏa này liền lập tức ý thức được tình huống có chút không đúng. Nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh không thấy bóng dáng, lại là từ dạng này mấy cái thân phận người khả nghi tộc dẫn theo bạch hổ nhất tộc các chiến sĩ. Tại không có hổ vương tôn kêu gọi phía dưới, cưỡng ép tiến vào tổng bộ, rõ ràng đến có chuẩn bị đồng thời mang theo lấy mục đích đặc biệt. Các người bạch hổ nhất tộc các chiến sĩ, không đi theo cái này tam thủ lĩnh, đột nhiên chạy đến tổng bộ đến cái gọi là ý gì thanh long mặt mỉm cười tiến lên mấy bước sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú cái này một hổ vương tôn dưới trướng đệ tử đích truyền khẽ nở nụ cười cái gọi là ý gì chúng ta chiến trận này chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao hôm nay đến chính là muốn làm một chuyện để các ngươi hổ vương tôn giao ra toàn bộ hổ vương nhất tộc khu vực kẻ thống trị thân phận từ hôm nay trở đi Hổ vương tôn cũng không tiếp tục là toàn bộ 10 vương bộ lạc hổ vương khu vực thủ lĩnh. Hắn thân phận và địa vị tất cả đều sẽ bị xà nhân nhất tộc Talia nữ vương thay vào đó, về phần hổ vương tôn mình đi con đường nào. Chúng ta sẽ cho hắn một cái một lần nữa làm quyết định cơ hội, đương nhiên đây hết thảy đều muốn nhìn biểu hiện của hắn, nếu như hắn thăng thăng lựa chọn cùng chúng ta đối kháng lời nói, chỉ sợ chờ đợi hắn kết cục sẽ 10 phần thê thảm. Thanh Long lời nói này xem như một điểm mặt mũi cũng không cho hổ vương tôn lưu, mà đối phương cái này phụ trách trong coi hổ vương tổng bộ đệ tử đích truyền, tự nhiên sẽ không cho phép có người tùy ý vũ nhục gia sư uy nghiêm, sắc mặt lập tức trở nên băng lãnh mấy phần. Đừng nghĩ đến đám các ngươi mấy cái ngoại tộc người dẫn đầu chúng ta bạch hổ nhất tộc chiến sĩ, liền có thể tại hổ vương tôn tổng bộ muốn làm gì thì làm, các người chỉ sợ cũng còn không có ý thức được thân là 10 vương thủ lĩnh gia sư thực lực, đến tục cùng đạt tới như thế nào trình độ. Dám ở địa bàn của chúng ta lỗ mãn, chờ đợi lấy các ngươi. Chỉ có vẫn lạc kết cục, hiện tại các người rời đi nơi này, hết thảy đều còn kịp. Hắn phá lên cười, loại này nói nhảm cũng không cần nói thêm nữa, chính là đang lãng phí thời gian của chúng ta, đã hổ vương tôn không chịu tự mình lộ diện lời nói, vậy chúng ta liền từ nơi này một chút xíu giết tiếng hắn nội thất. Tất cả ngăn trở chúng ta những cái này bạch hổ các chiến sĩ tiến lên bước chân người, đều sẽ trở thành địch nhân của chúng ta, vẫn lạc ở nơi này. Thanh Long vừa mới nói xong trong ánh mắt rốt cục hiện ra một vòng sát khí lạnh như băng, theo sát lấy, hắn một bước đằng không mà lên, chung quanh thân thể hai màu trắng đen quân cờ tia sáng cấp tốc hiển hiện, đem cả người hắn phụ trợ như là thiên thần, tuấn lãng bất phàm, sát ý bốc hơi. Mấy người các ngươi mau đi mời sư tôn tự mình ra mặt. Lão nhị lão tam đi tìm nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh đến đây hộ giá. Mấy cái này ngoại tộc người nhìn hẳn là rất khó đối phó. Nghe được gia hỏa này dừng lại thu xếp, từ dương đoàn đội đám người cũng nhịn không được lộ ra nụ cười không cần ủng phí sức lực hổ vương tôn ngươi nên tìm có thể tìm nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh ngươi sợ là vĩnh viễn cũng tìm không đến nghe được thanh long kiểu nói này trước mắt đại tổng quản liền ý thức đến tình huống không ổn hẳn là các người đã cùng nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh hai đại cường giả giao thủ quá rồi huyền võ phân thân một mặt xem thường cười lạnh liền bọn hắn hai tên phế vật kia cũng được xưng là thủ lĩnh liền thanh long đều đánh không lại càng đừng đề cập là lão đại của chúng ta bọn hắn hai anh em cộng lại liền lão đại của chúng ta một cái đầu ngón chân đều bù không được đương nhiên nếu như ngươi tin tưởng cũng có thể đem các ngươi hổ vương tôn cũng cùng nhau tính ở bên trong cũng không xứng cùng lão đại của chúng ta giao thủ a à, xem ra vẫn là bản tôn tu dưỡng thời gian quá dài ngoại giới tự hồ cũng đã quên đi uy nghiêm của ta lại còn có người dám ở địa bàn của ta cổng như vậy kêu gào ta đổ muốn nhìn một chút các người kia cái gọi là lão đại, đến tột cùng đã cường đại đến như thế nào trình độ. Liền mười vương tôn thủ hộ giả đều có thể không để vào mắt. Chương 1392, Bá khí hổ vương tôn. Thanh âm này cỡ nào hùng hậu. Chính là tới từ kia tổng bộ chỗ sâu nhất một cái góc thanh âm. Hổ vương tôn thực lực quả nhiên là không thể kinh thường, tối thiểu liền từ lời nói này sóng âm chất lượng đến xem, thực lực của hắn căn bản không phải nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh kia hai tên gia hỏa có thể so sánh. Cũng chính là nghe được thanh âm như vậy, từ dương lập tức ý thức được dựa vào hổ vương tôn thực lực, có lẽ cũng không phải là hắn không có phát hiện nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh hai người lòng lan giả thú, mà là căn bản lười đi để ý tới kia hai tên gia hỏa. Bởi vì lấy hổ vương tôn thực lực như vậy, mặc kệ nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh như thế nào mưu đồ bí mật mua chuộc nhiều tư nguyên hơn cho mình gia trì thực lực, cũng vĩnh viễn không thể nào là hổ vương tôn đối thủ. Đây chính là hắn làm mười vương tôn thủ hộ giả cái này một cường đại lực lượng, cũng từ một phương diện khác xác minh thánh thú chi tâm bốn chữ này đến cùng mang ý nghĩa như thế nào phân lượng. Dựa theo trước mắt từ dương đám người phỏng đoán, thánh thú chi tâm hẳn là toàn bộ cực bắc mang hoang khu vực làm thống trị nhất tộc thú hoàng tộc lực lượng mạnh nhất. Mà xem như mười vương tôn thủ hộ giả một trong, hổ vương nhất tộc người mạnh nhất hổ vương tôn, có được một bộ phận đến từ thú hoàng nhất tộc truyền thừa lực lượng. Nếu như từ dương bọn người suy đoán hết thảy đều là thật, như vậy hổ vương Tôn Giao thủ một trận chiến này, hẳn là có thể để từ dương bọn người khoảng cách gần cảm thụ thánh thú chi tâm tương quan lực lượng cường độ. Đây cũng chính là từ dương đoàn đội bất thiết muốn cùng hổ vương Tôn Giao thủ nguyên nhân trọng yếu nhất. Giờ phút này hổ vương Tôn cho thấy mình uy thế, quả nhiên là để từ dương đoàn đội đám người kinh diễm một phen. Ha ha, rốt cục kìm nén không được sao? Hổ vương nhất tộc chân chính người mạnh nhất mau đi hiện thân đi, nếu như còn như vậy tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ ngươi ngay cả mình sau cùng mặt mũi cũng không cách nào bảo toàn. Thanh Long đang nghe hổ vương tôn thanh âm về sau, lập tức mở miệng tiếng một bước nghĩa mai đối phương. Cũng chính là tại thời khắc này hổ vương tôn khí tức cường đại rất cục xuất hiện, tất cả hổ vương nhất tộc tổng bộ quảng trường phạm vi bên trong hổ tộc các chiến sĩ, đều bởi vì cổ khí tức này giáng lâm, bản năng tứ chi sụi lơ xuống dưới, quỳ rạp dưới đất liền xem như phía sau những cái kia nguyên bản đi theo từ dương đoàn đội đám người bạch hổ các chiến sĩ, cũng không có cách nào gánh vác được, đến từ nhà mình thủ lĩnh cái này vô cùng cường đại áp chế khí tức. Đương nhiên sở dĩ có thể sinh ra mãnh liệt như thế áp chế hiệu quả, là bởi vì hổ vương tôn lực lượng ở trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm huyết mạch áp chế bản năng, tất cả hổ tộc huyết mạch người sở hữu cũng không có cách nào kháng cự loại lực lượng này. Ngược lại là từ dương đoàn đội mấy người này tộc, cùng làm ngoại tộc người Talia nữ vương không có mãnh liệt như vậy cảm thụ, như cũ duy trì bình tĩnh đứng thẳng dáng vẻ. Nương theo lấy cổ này vô cùng cường đại khí tức khuếch tán hướng trong chiến trường mỗi một cái góc, hổ vương tôn hình dáng rốt cục chậm rãi xuất hiện, mà nó cơ hồ là lấy thúng di phương thức trống rỗng huyễn hóa đến trước mặt mọi người. Dạng này ra sân phương thức cũng là tương đương cao giá trị, Talia nữ vương mình cũng chấn kinh tới cực điểm. Nàng có 100 cái lý do tin tưởng, nếu như không có từ dương đoàn đội giúp đỡ cùng nâng đỡ, bằng chính nàng thực lực trước mắt trạng thái, căn bản không có khả năng ở trước mắt hổ vương tôn trong tay trôi qua 10 cái hiệp. Cũng chính là tại dạng này một loại tình huống dưới, Talia nữ vương càng phát giác có từ dương cái này một cây đại thụ làm chỗ dựa, thật để cho mình càng thêm tràn ngập cảm giác an toàn. Đồng thời nàng cũng không chút nghi ngờ cho rằng, nếu là không có từ dương đám người duy trì, cho dù mình tự tiện diệt trừ bỏ cạp nhất tộc, cũng nhất định sẽ không đạt được hổ vương tôn tha thứ ha ha, liền xài nhân tộc Talia cũng tới rồi. Xem ra các ngươi thật là mang theo mục đích đặc biệt đi vào trên địa bàn của ta. Muốn tiêu diệt ta, thay thế ta trở thành mười vương tôn thủ hộ giả thân phận sao? Talia nữ vương hơi thất thần, chẳng qua rất nhanh, nàng lại khôi phục bình tĩnh dáng vẻ, cố lấy dũng khí đối trước mắt hổ vương tôn ngưng trọng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, ta hôm nay dám đứng ở chỗ này, tự nhiên là có trăm phần trăm lòng tin cùng dê xê vọng toàn bộ hổ vương nhất tộc dưới trướng tất cả tộc đàn, tại các người hổ vương nhất tộc dẫn dắt phía dưới, những năm này căn bản nhìn không đến bất luận cái gì tiến bộ. Ngược lại là ngươi dưới trướng nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh, tự mình kiến tạo bí cảnh, đưa ngươi tất cả nguyên bản quyền lực triệt để gia công, đồng thời bắt đầu không chút kiên kỵ lấy tự thân quyền uy áp chế dưới trướng các chiến sĩ. Không riêng gì chúng ta những cái này bác đại tộc quần thế lực, liền xem như chính các ngươi cũng gần như hiện ra thiên về một bên áp chế trạng thái mà ngươi làm hổ vương nhất tộc chân chính đầu lĩnh đối với cái này làm như không thấy cũng liền thôi, thậm chí còn bỏ mặc hai gia hỏa này tiếp tục làm sằng làm bậy, đây chính là ngươi thân là mười vương tôn thủ hộ giả chuyện nên làm sao. Ngươi căn bản không có kết thúc mười vương tôn thủ hộ giả ứng tận chức trách, cho nên ngươi không xứng có được vị trí này cùng thân phận. Hôm nay chúng ta đến đây, chính là muốn vì toàn bộ hổ vương nhất tộc dưới trướng bác đại chủng tộc tương lai phát triển hướng ngươi đòi hỏi một cái thuyết pháp nếu là ngươi không có cách nào cho chúng ta một cái giải thích hợp lý cùng thích đáng thu xếp, như vậy chúng ta đem không chút do dự ra tay với ngươi, thay thế ngươi trở thành 10 vương tôn thủ hộ giả mới thành viên. Hổ vương tôn nghe được Talia nữ vương nói ra phen này lời trong lòng, cũng không có sao mà tùy tiện cùng tiếu dáng vẻ xuất hiện, mà là sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ta nhất định phải thừa nhận, ngươi vừa mới cái này đoạn phát biểu ở trong có không ít nội dung đều là là thật nhị đệ cùng tam đệ hai người những năm này làm tất cả mọi chuyện ta đều rõ như lòng bàn tay nhưng ta chưa từng có khai thác bất luận cái gì tính nhắm vào biện pháp áp chế bọn hắn hai người dù sao nói cho cùng hai người bọn họ cũng là huynh đệ của ta ta tuyệt đối không có khả năng đối huynh đệ của mình động thủ cho dù bọn hắn cũng sinh ra muốn thay thế dê xê vọng của ta những cái này ta cũng có thể lý giải nhưng ta không cho phép chính là nguyên bản lệ thuộc vào dưới trướng của ta bác đại chủng tộc ngoại tộc người cũng muốn cưỡi tại chúng ta hổ vương nhất tộc trên đầu, đây là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Ngươi xà nhân tộc thủ lĩnh ý nghĩ như vậy, cũng đã vi phạm thú hoàng một mạch giáng lâm tại toàn bộ cực bắc mang hoang khu vực quy tắc. Về tình về lý, hôm nay ngươi cũng không thể còn sống rời đi. Nghe được hổ vương tôn nói xong lời nói này, từ dương đoàn đội ở trong tiểu hoa nhịn không được nhẹ mở miệng cười. Ta hiện tại rất muốn biết, đến tục cùng là như thế nào một loại truyền thừa lực lượng, mang cho ngươi như thế sự tự tin mạnh mẽ hổ vương nhất tộc hiện tại tất cả nội tình hẳn là đều đã xuất hiện tại trước mặt của chúng ta chỉ bằng một mình ngươi nếu là muốn ngươi đối kháng talia hẳn là không có vấn đề gì nhưng là nghĩ đối với chúng ta mấy cái này kẻ ngoại lai tộc ra tay ngươi chỉ sợ còn không có dạng này lực lượng có thể nói lời như vậy hổ vương tôn nghe được tiểu hoa phát ra nghi vấn nét mặt biểu lộ một vòng mỉm cười ung dung mở miệng cho tiểu hoa làm ra một phen giải thích ngươi nói lời nói này rất hợp lý. Ta sở dĩ dám như thế khẩu xuất cùng ngôn, cũng không phải là bởi vì ta có lòng tin có thể chiến thắng các người những người ngoại lai này tộc cường giả. Mà là bởi vì một khi các người hôm nay dám đối ta cái này mười vương thủ hộ giả động thủ, các người sẽ tự động bị thú hoàng nhất tộc coi là địch nhân cùng người xâm nhập. Như vậy quá sau ngày hôm nay, toàn bộ cực bắc mang hoang tất cả chủng tộc lực lượng đều sẽ bị thú hoàng một mạch phát động lên, đối các người tiến hành vây quét. Tứ như vậy, cho dù ta mất đi hổ vương tôn thân phận thủ hộ giả vinh quang, như vậy các người cũng sẽ vì vậy mà trả giá càng thêm thê thảm đau đớn đại giới. Chương 1393, Lĩnh vực lực cường đại Bao quát các người vì Talia nữ vương tranh thủ đến tất cả lực ảnh hưởng, đều sẽ bởi vì thú hoàng nhất tộc một đạo mệnh lệnh trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mà toàn bộ xà nhân tộc cùng Talia nữ vương trước mắt trưởng thống tất cả dưới trướng thế lực đều sẽ bị cực bắc mang hoang vô cùng vô tận thú tộc lực lượng toàn bộ tiêu diệt. Các người cùng vọng giả tâm cũng sẽ theo các người tạo dựng lên văn minh cùng một chỗ tại cực bắc mang hoang đại địa bên trên hoàn toàn biến mất. Từ Dương nghe câu nói này, nhịn không được sờ sờ cầm của mình, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cho nên nói ngươi toàn bộ kiêu ngạo hẳn là đều bắt nguồn từ thú hoàng một mạch mang cho ngươi lực lượng đúng không? Vậy nếu như ta có biện pháp đưa ngươi cùng thú hoàng nhất tộc liên hệ triệt để chặt đứt đâu? cục diện có phải là liền sẽ trở nên không giống rồi. Từ dương tự mình mở miệng, cũng là mang cho trước mắt hổ vương tôn, trình độ nhất định áp lực. Bất quá đối phương suy nghĩ sau một lát, như cũ khôi phục nguyên bản bình tĩnh dáng vẻ, chậm rãi mở miệng cho ra trả lời chắc chắn. Ta không tin tưởng các ngươi có năng lực làm được điểm này, bởi vì khi các ngươi ra tay với ta bắt đầu từ thời khắc đó, trong cơ thể ta thú hoàn truyền thừa lực lượng liền sẽ bị ngay lập tức kích hoạt mà của lực lượng này trên bản chất cũng coi là thú hoàng nhất tộc thế lực đối với chúng ta mười vương tôn thủ hộ giả một loại giám thị. Chỉ cần loại lực lượng này bị kích hoạt về sau, dục thể của ta cùng linh hồn phàm là có bất kỳ tổn thất nào, đều sẽ bị thú hoàng nhất tộc người lập tức biết được. Bọn hắn cũng sẽ ngay lập tức phái ra sứ giả đoàn đội đến đây ta hổ vương nhất tộc thị sát, đến lúc kia, cho dù ta đã vẫn lạc, các người cũng vĩnh viễn không có cách nào tránh thoát bọn hắn vây quét. Từ dương bỗng nhiên tỉnh ngộ một loại nhẹ gật đầu, nhưng kế tiếp hắn liền làm ra một cái chấn kinh tất cả mọi người động tác. Chỉ thấy từ dương dưới chân nhẹ nhàng chấn động, một đạo vô cùng ống ánh kim sắc quan mang, cấp tốc tại xung quanh thân thể của hắn khuếch tán ra tới. Trong thời gian cực ngắn cấp tốc bao trùm chiến trường ở trong mỗi một cái góc, đây chính là thiên sứ nhất tộc cường đại nhất thiên sứ lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực phạm vi bên trong, tất cả thuộc tính lực lượng đều sẽ bị hóa thành hư vô, từ dương chính là lĩnh vực phạm vi bên trong chúa tể tuyệt đối. Lùng hào quang màu vàng ống này xuất hiện, vượt qua hổ vương tôn trước đó tưởng tượng, hắn cũng tại thử nghiệm lập tức mở ra trong cơ thể mình thú vương lực lượng, chẳng qua hắn rất nhanh liền phát hiện lực lượng mặc dù bị mở ra. Nhưng là mình sâu trong linh hồn có thể mượn của lực lượng này cùng thú hoàng nhất tộc sinh ra câu thông bản năng, lại vì vậy mà biến mất. Hổ vương tôn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú hướng từ dương, rất nhanh liền đạt được từ dương trả lời chắc chắn đừng dùng dạng này ánh mắt khó mà tin nổi nhìn ta, nếu là ta không có có chút tài năng, lại làm sao lại tùy tiện mang theo Talia nữ vương đi vào trên địa bàn của các ngươi, đây không phải tại cho xà nhân nhất tộc treo chọc mầm tai và sao? Đã ta dám xuất hiện tại trước mặt của ngươi, liền có trăm phần trăm nắm chắc có thể để ngươi bó tay chịu trói. Hiện tại ngươi có thể tùy ý nếm thử cùng thú hoàng nhất tộc tiến hành tinh thần kết nối, nếu như ngươi có thể làm đến liền coi như ta thua. Tiếp núi là hổ vương tôn rất nhanh liền tại liên tiếp mấy lần thất vọng nếm thử về sau lâm vào tuyệt vọng. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Loại kim sắc quan mang này đến cùng ra sao lai lịch? Từ dương cười gian tay ra làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thiên sứ cái từ này các người hẳn là tương đương lạ lẫm, ta chỉ có thể giới thiệu đến nơi đây, tại thiên sứ của ta lĩnh vực bên trong, ngươi liền như là thế giới này một hạt bụi, mà ta chính là thế giới này chúa tể. Ngươi ta ở giữa thân phận định vị chính là như vậy minh xác mặc kệ ngươi sống hay chết mặc kệ ngươi dùng như thế nào thủ đoạn điên cùng phát tiết năng lượng của ngươi tại kim sắc quan mang này phạm vi bao phủ bên trong ngươi vĩnh viễn không có khả năng làm bị thương ta chút nào mà ta cũng như có thể chúa tể vận mệnh ngươi thần chỉ cần ta tùy tiện một đạo ý niệm giáng lâm tất cả thân thể ngươi bị kim quan này vây quanh bộ vị đều có thể tại trong khoảnh khắc hoàn toàn tiêu tán không tin ta có thể để ngươi cảm thụ một chút từ dương lời nói này mang cho hổ vương tôn không thể tin khủng bố áp lực, mà đối phương cũng không có cứ thế từ bỏ, liên tiếp mấy lần còn tại thử nghiệm giải dụ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, mặc kệ chính mình bộc phát ra như thế nào lực lượng cường hãn cũng không có cách nào tại kim quan này phạm vi bao phủ bên trong nhất lên bất kỳ gận sóng. Ngược lại là từ dương trong lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, một đạo ám kim sắc vô cực kiếm khí, cấp tốc ngưng tụ mà thành, tại từ dương một chỉ gãy nhẹ, một cái động tác đơn giản dẫn đạo dưới, cái này một đạo ống ánh kiếm mang, liền bắt đầu cấp tốc tới gần đối phương thân xác hình dáng. Cái này kiếm mang khí tức cũng không như trong tưởng tượng như vậy sắc bén. Thế nhưng là chính như từ dương lời nói, tất cả tại kim quan phạm vi bao phủ bên trong hết thảy sinh mạng thể đối với hắn mà nói, đều chỉ là có thể tùy ý làm thịt đồ chơi. Cho dù mình ngưng tụ ra cái này kiếm mang lực lượng cũng không làm sao cường hãn nhưng chỉ cần từ dương nghĩ, hắn liền có thể tại tiếp theo trong nháy mắt bộc phát ra trảm thiên diệt địa uy lực kinh khủng, bởi vì quan mang này phạm vi bên trong lĩnh vực, làm lấy từ dương ý chí làm chúa tể. người hẳn là sẽ không nghĩ tới mình thân là mười vương thủ hộ giả, cao cao tại thượng hổ vương tôn, vậy mà cũng sẽ có một ngày biến thành cá nằm trên thớt, tùy ý ta như vậy xâm lược a. Kỳ thật cái này cũng không thể trách chính ngươi, đi vào trên vị trí này, ngươi đã không có lựa chọn nào khác liền xem như lần này gặp chúng ta đối thủ như vậy cũng không phải là ngươi mong muốn, thế nhưng là vận mệnh chính là như vậy khó mà suy nghĩ. Chúng ta nên tính là mạng ngươi bên trong lớn nhất một trận kiếp nạn, đáng tiếc ngươi không có năng lực vượt qua một kiếp này. Từ dương thanh âm nghe hời hợt, nhưng mỗi một chữ đều giống như có thể nhói nhói hổ vương tôn tâm linh một loại như thế sắc bén. Theo hắn ngưng tụ ra cái này đạo kiếm mang nhẹ nhàng chém xuống, hổ vương tôn ý chí trước đó tất như vậy tróc ra mà đang thoát rơi một nháy mắt, toàn bộ cẳng tay thân xác vậy mà như là bay ra tại tia sáng ở trong các bụi đồng dạng, cấp tốc diệt vong tiêu tán. Toàn bộ trong quá trình, hổ vương tôn thậm chí không có cảm nhận được một tí đau khổ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng phát giác sinh mệnh của mình đều trở nên hư vô mờ mịt, không còn chân thực. Hắn thậm chí không có cách nào đánh giá ra hết thảy chung quanh, những cái kia là thật những cái kia là giả thậm chí liền trong cơ thể mình đáng tự hào nhất thú hoàng một mạch truyền thừa lực lượng, cũng không có cách nào lại cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Rất khó tưởng tượng ngươi có được dạng này không gì sánh kịp thực lực cảnh giới, thế mà lại còn đối ta mười vương tôn thủ hộ giả thân phận như thế ngấp nghé. Ta muốn biết ngươi đi vào nơi này, làm ra đây hết thảy mục đích thực sự. Từ dương các vùng chính là hổ vương tôn câu nói này, mặt mỉm cười khẽ gật đầu một cái. Rất tốt, ngươi sớm dẫn xuất cái này hạch tâm chủ đề, vậy ta liền thuận nước đẩy thuyền cho ngươi một lần bản thân cứu rỗi cơ hội. Ta muốn biết có quan hệ thánh thú chi tâm bốn chữ này toàn bộ bí mật. Nói cho ta, ngươi liền có thể thu hoạch được mới một lần sống lại, không riêng có thể giữ lại ngươi bây giờ vốn có toàn bộ thân phận địa vị, ta còn có thể để thực lực của ngươi tiến thêm một bước. Đương nhiên đây chỉ là lại báo trao đổi điều kiện một trong nếu như ngươi không chịu nói cho ta như vậy bí mật, ta cũng còn có càng nhiều biện pháp đồng dạng có thể đạt được đáp án. Chương 1394, Hổ Vương Tôn Thỏa Hiệp Nhưng nếu như muốn ta mở ra như thế hình thức, ngươi Hổ Vương Tôn ba chữ này cũng đem ở sau đó hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Không riêng gì sinh mệnh của ngươi sẽ im bặt mà dừng, liên đối lấy ngươi dưới trướng những cái này Hổ Vương bộ lạc các chiến sĩ, cũng sẽ bởi vì ngươi cử động như vậy thảm tao liên lụy. Từ phía sau chúng ta những cái này đã sớm tỏ thái độ hiệu trung bạch hổ nhất tộc các chiến sĩ, cái khác tất cả hổ tộc đều đem triệt để diệt tuyệt. Từ dương thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng mấy phần, hổ vương tôn rất rõ ràng, cái này vô cùng cường đại nhân tộc căn bản không phải đang cùng mình nói đùa, nếu như cự tuyệt hắn, sẽ cùng tại cự tuyệt sinh cơ chôn vùi toàn cái hổ tộc tương lai, nhưng là hổ vương tôn thật sự có lựa chọn khác sao? Trong lòng của hắn như cũ duy trì đối thánh thú hoàng nhất tộc vạn phần kính sợ. Mặc kệ từ dương bọn người cường đại đến như thế nào trình độ, hắn đều không định lúc này phản bội tín ngưỡng của mình, làm bị toàn bộ cực bắc mang hoang đại địa dựng dục ra đến sinh mạng thể, hắn làm sao có thể đi phản bội cực bắc mang hoang tất cả thú tộc cộng đồng tín ngưỡng đâu. Ha ha ha, nguyên lai like ngươi là mang theo dạng này mục đích, mới đi đến cực bắc mang hoang đại địa ở trong. Như vậy ta chỉ muốn nói, ngươi chỉ sợ tính toán là muốn bạch đánh. Cũng không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là có quan hệ thánh thú chi tâm bốn chữ này tất cả định nghĩa bao quát thú hoàng nhất tộc tất cả bí mật những ký ức này sớm tại ta kế thừa thú vương lực lượng truyền thừa bắt đầu từ thời khắc đó liền đã bị triệt triệt để để phong ấn coi như ta thật muốn nói cho ngươi hết thảy cũng không có năng lực như vậy tất cả bí mật đều bị phong ấn ở trong cơ thể ta thú hoàng lực lượng truyền thừa bên trong mà một khi ta muốn cưỡng chế mở ra cái này truyền thừa chỗ sâu bí mật hạch tâm liền mang ý nghĩa tính mạng của ta đi hướng kết thúc bí mật cũng sẽ theo trong cơ thể ta thú hoàng lực lượng truyền thừa cùng nhau tự bạo. Hổ vương tôn cũng không tiếp tục nói láo, mà trên thực tế đây cũng chính là từ dương trước đó liền đã làm ra phán đoán. Hắn tin tưởng thú hoàng nhất tộc căn bản không có như vậy mà đơn giản liền sẽ đem mình chủng tộc bí mật lớn nhất, báo cho mười vương tôn thủ hộ giả, đó căn bản không phù hợp một cái người thống trị tuyệt đối xử sự quy tắc. Chẳng qua từ dương đối với hổ vương tôn tình huống như vậy là sẽ có chính mình xử lý phương pháp, Ta hiện tại muốn cũng không phải là một cái đơn thuần kết quả, mà là ngươi hổ vương tôn người thái độ. Ta có thể chịu trách nhiệm đối ngươi giảng, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp ta, ta có càng nhiều phương pháp có thể tại bảo tồn ngươi sinh mệnh lực tiền đề phía dưới, từ trong cơ thể ngươi thú hoàng lực lượng truyền thừa ở trong mở ra tất cả bị phủ bụi manh mối. Đương nhiên cái này cần ngươi cực hạn phối hợp làm tiền đề, bởi vậy, nếu như ngươi dự tính ban đầu chính là không nghĩ phản bội ngươi cái gọi là tín ngưỡng cùng ta hợp tác như vậy giữa chúng ta căn bản không có bất luận cái gì hợp tác chỗ trống, hết thảy đều quyết định bởi tại thái độ của ngươi, cái khác khó khăn ta đều có thể tự mình đến giải quyết. Từ dương đã sớm nghĩ đến hổ vương tôn sẽ dùng sự thực như vậy làm lấy cớ, mà hắn đã từ lâu vì đối phương cung cấp giải quyết khó khăn tuyển hạn. Hiện tại liền muốn nhìn một chút cái này hổ vương tôn đến cùng có nguyện ý hay không lựa chọn tin tưởng từ dương đoàn đội cùng bọn hắn triển khai hợp tác, vẫn là thủ vững cái kia đáng buồn thú hoàng nhất tộc vinh quang tại ngươi làm ra quyết định trước đó, ta cần thiết nhắc nhở ngươi cái gọi là tín ngưỡng, cũng chẳng qua chỉ là thú hoàng nhất tộc làm kẻ thống trị thu hoạch được các người tín nhiệm thủ đoạn thôi. Giữa các ngươi chẳng qua là thuần túy nhất lợi dụng quan hệ thôi, bằng không mà nói mười vương tôn thủ hộ giả thân phận cũng không thể lại theo các người riêng phần mình chủng tộc không còn cường đại mà dần dần bị thay thế. Các người chẳng qua là thú hoàng nhất tộc dùng để bảo vệ mình thống trị vinh quang công cụ, sớm một chút thấy rõ hiện thực, minh xác cực bắt mang hoang nhất tộc quy tắc, mới là ngươi bây giờ phải làm nhất hổ vương tôn có chút bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu xem ra ngươi gia hỏa này xa so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều phức tạp ngươi thậm chí có thể dùng đáng sợ để hình dung ngươi lòng dạ quá sâu cũng xa xa không phải chúng ta những cái này đầu não đơn giản thú tộc có thể ứng đối có lẽ ta sớm đã không có lựa chọn nếu như ngươi thật sự có thể thực hiện ngươi vừa mới đối ta làm ra hứa hẹn như vậy ta nguyện ý thử nghiệm hợp tác với ngươi một chút dù sao ta hiện tại đã không có càng nhiều lựa chọn nếu như ta lựa chọn bảo vệ tín ngưỡng không phản bội thú hoàng nhất tộc sẽ gặp phải ngươi cái tên đáng sợ này giáng lâm hết thảy chế tài mà nếu như ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác thế tất cũng cung cấp tại đắc tội thú vương nhất tộc mặc kệ lựa chọn cái kia tuyển hạng đối với ta mà nói có lẽ đều không phải một cái hoàng mỹ quyết định từ dương vội vàng lắc đầu đánh gãy hắn ý nghĩ như vậy ngươi sai nếu như ngươi lựa chọn chính xác lựa chọn đạt được ta chỉ dẫn cùng trợ giúp như vậy thú hoàng nhất tộc sẽ không lại đối ngươi cấu thành bất kỳ uy hiếp bờ gì, bởi vì chúng ta những người này sớm muộn cũng sẽ đứng tại bọn hắn mặt đối lập. Trái lại suy xét vấn đề này, nếu như ngươi lựa chọn bảo vệ thú hoàng nhất tộc tín ngưỡng, như vậy cho dù ngày sau chúng ta đối chí cao thú hoàng nhất tộc thời điểm, ngươi cái gọi là tín ngưỡng cũng tuyệt đối không có khả năng tại cho ngươi đầy đủ tín nhiệm. Bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng ngươi hổ vương nhất tộc đã không có bất luận cái gì tiếp tục sung làm thủ hộ giả tư cách, sẽ mạnh mẽ đưa ngươi đá một cái bay ra ngoài. Nếu như ngươi sớm một chút thấy rõ thực tế như vậy, như vậy đối với ngươi mà nói, làm ra quyết định này căn bản liền sẽ không có bất kỳ khó khăn có thể nói. Hổ vương tôn đạt được dạng này khuyên bảo, dường như lập tức khai khiếu. Thôi, chí ít ta hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, thực lực của ta xa xa không đủ để cùng ngươi chống lại, nhưng là ngươi dáng lâm cái này kim sắc trong lĩnh vực, chính là ta cả một đời đều không thể đối mặt lực lượng. Đã là như vậy, như vậy ta chỉ có thể lựa chọn bảo toàn mình cùng các tộc nhân an toàn cùng ngươi tạm thời tiến hành hợp tác. Ngươi có thể nếm thử dùng ngươi cái gọi là thủ đoạn, đến xem trong cơ thể ta thú hoàng lực lượng truyền thừa ở trong phong ấn bí mật, trong thời gian này ta không có bất luận cái gì kháng cự ngươi lực lượng hành động. Nhưng ngươi cũng đừng trông cậy vào ta đối với ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, hết thảy đều cần nhờ ngươi năng lực của mình. Nếu là thật sự có thể mở mang ra cái này truyền thừa nội bộ phong ấn bí mật, xem như ngươi bản lãnh của mình. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, nếu là ngươi làm không được, như vậy ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu ngươi người rời đi hổ vương bộ lạc, ta có thể làm hết thảy đều chưa từng xảy ra. Hai người trải qua dạng này một phen thương lượng, rốt cục đạt thành một cái đôi bên đều có thể hài lòng trạng thái, từ dương gật đầu cười. Ngươi đề nghị này ta sẽ tiếp thu, như vậy liền để chúng ta bây giờ bắt đầu hợp tác đi để ta đi vào thân thể của ngươi, cảm thụ trong cơ thể ngươi kia một đạo còn rơi vào trạng thái ngủ say thú hoàng lực lượng truyền thừa khí tức, cái khác liền giao cho ta tới làm. Hổ vương tôn cuối cùng vẫn là như hắn nói như vậy, lựa chọn thỏa hiệp, cũng không có để cho mình bản năng đối từ dương lực lượng sinh ra kháng cự. Cứ như vậy bỏ mặt hắn hết thể lực lượng đụng vào thân thể của mình, sau đó rất nhanh dung nhập vào huyết mạch của mình ở trong. Làm từ dương một cổ tinh thần lực tinh chuẩn đến hổ vương tôn trong cơ thể thời điểm, kia một đạo vô cùng ống ánh kim sắc quang mang, lập tức liền bị Từ Dương nhìn lén thật sự rõ ràng. Cùng lúc đó, theo Từ Dương tinh thần lực tại trong cơ thể của mình cấp tốc chạy khắp, hổ vương tôn vậy mà không có cảm nhận được một tí đau khổ. Cũng càng thêm đối Từ Dương điêu luyện sắc xảo lực lượng cảm giác đến sợ hãi tháng phục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật khó mà tin được, trên thế giới này thế mà còn có tu vi cao thâm như vậy nhân tộc chỉ sợ cùng toàn bộ đại lục công nhận cái kia thần cấp tồn tại đạt tới cùng một cấp bậc dạng này gia hỏa, thế mà còn nhìn như thế tuổi trẻ, thật là quá khó mà tin nổi. Chương 1395, Thu hoạch truyền thừa chi lực Từ dương rất nhanh liền đi vào hổ vương tôn thân thể thế giới nội bộ, đồng thời ngay lập tức cảm thấy được kia một cổ đến từ thú hoàng nhất tộc truyền thừa lực lượng khí tức chấn động. Làm tinh thần lực của hắn đi vào cái này một đoàn truyền thừa lực lượng lân cận thời điểm, nóng bỏng nhiệt độ thậm chí ngay cả từ dương cũng không nhịn được sợ hãi tháng phục một phen. Nghĩ không ra tại cái này doanh châu đại lục bên trong, thế mà còn có như thế thuần túy sinh mệnh lực tinh hoa ngưng tụ thể, xem ra cái này thánh thú chi tâm đích thật là có thể làm cho toàn bộ đại lục người mạnh nhất, vân long thiên đế loại này cấp những người khác vì đó mơ ước tồn tại. Rất có thể nội bộ cũng phong ấn doanh châu đại lục sáng thế thần vân vong cơ lưu lại bí mật nào đó, thậm chí cũng không bài trừ, che giấu vô nguyệt thiên cửa vào đăng thiên chi lộ manh mối xem ra cái này thánh thú chi tâm ta là nhất định phải được chỉ có điều cái này một đoàn truyền thừa lực lượng nên tính là một cái hoàn chỉnh minh văn đóng dấu một bộ phận liền tình huống hiện tại đến phân tích rất có thể mười vương mỗi người đạt được một bộ phận truyền thừa lực lượng đều hẳn là một khối minh văn mảnh vỡ chỉnh hợp đến cùng một chỗ mới hẳn là hoàn chỉnh thánh thú chi tâm đồ đằng đã là như vậy ta liền trước đem cổ lực lượng này từ hổ vương tôn trong cơ thể tách ra ngoài phong ấn đến thân thể của ta ở trong. Mà không phải trực tiếp đem cái này một cổ phong ấn lực lượng trực tiếp thử nghiệm đánh vỡ. Cứ như vậy hổ vương tôn sinh mệnh lực liền sẽ không nhận bất kỳ uy hiếp bờ gì, mà chúng ta cũng không đến nổi quá sớm rút dây động rừng, chỉ cần sưu tập đến đầy đủ 10 vương thủ lĩnh trong cơ thể truyền thừa lực lượng. Tự nhiên cũng liền có cùng thú hoàng nhất tộc đàm phán giao lưu tư bản. Từ dương trong đầu cấp tốc hiện ra toàn cái đến tiếp sau kế hoạch hành động mỗi một chi tiết nhỏ sau đó liền không còn làm càng nhiều do dự, trực tiếp thuận cái này một đạo tinh thần lạc ấn thử nghiệm cùng trước mắt cái này một cổ cường đại truyền thừa lực lượng bản nguyên tiến hành đụng vào. Thông qua cảm thụ cái này phong ấn lực lượng bản thể phóng xuất ra khí tức biến hóa, đến bắt giữ cái này một cổ lực lượng có khả năng bạo phát đi ra cực hạn cường độ. Trải qua dạng này một phen nếm thử về sau, từ dương cuối cùng quyết định vẫn là muốn dựa vào trong cơ thể mình vô cùng cường đại nguyên thủy lực lượng công pháp hệ thống đến xử lý cái này một vấn đề khó giải quyết. Chỉ trong tích tắc, Từ Dương không chút do dự phóng xuất ra trong cơ thể chính đạo luồng khí xoáy đồng thời mở ra trạng thái, cả người như là bị vô cùng vô tận khí lãng hoàn toàn vây quanh. Phóng xuất ra uy hế bờ hiệu quả vậy mà là liền thân bên cạnh những cái này các đội hữu đều cảm thấy khế bờ sợ không gì sánh nổi. Bản năng nhanh hướng lui về phía sau ra vài trăm mét có hơn, đem cái này rộng rãi hổ vương thôn tổng bộ lớn như vậy khu vực tất cả đều để lại cho từ dương một người để phát huy. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Dạng này một loại trạng thái dưới từ dương gần như chính là vô địch thiên hạ tồn tại, mà trước mắt hổ vương tôn cũng triệt để bị kinh ngạc đến ngay người. Hắn cũng chính là tại thời khắc này, mới rốt cục ý thức được mình cùng trước mắt cái này nhân tộc cho tới bây giờ đều không thể so sánh, từ dương nếu quả thật muốn chém giết hổ vương tôn, chỉ sợ gia hỏa này liền cái rắm đều không thả ra được, liền đã đi hướng vẫn lạc. Mà trong lúc lúc, chính đạo luồng khí xoáy đồng thời mở ra sau từ dương chậm rãi tới gần hổ vương tôn bản thể thời điểm, đối phương vậy mà bản năng bắt đầu run rẩy lên. Hắn biết từ dương cũng không phải là đem của lực lượng này áp chế xuống mình, vẹn vẹn chỉ là vì nhắm vào mình trong cơ thể phong ấn truyền thừa, nhưng dù cho như thế, hổ vương tôn vẫn là nơm nớp lo sợ, sợ hãi tới cực điểm. Vì chiếu cố trước mắt hổ vương tôn, sợ hãi đối phương bị mình vô cùng cường đại khí thế hù đến sụp đổ, từ dương cuối cùng vẫn là quyết định đi vào hổ vương tôn mặt trước chừng 50 mét vị trí liền ngừng lại, không có tiếng một bước tới gần thân thể của hắn phòng ngừa mình vô cùng cường đại nguyên thủy khí tức, trực tiếp đem hổ vương tôn thành người hoàn toàn hòa tan. Đứng tại vị trí này về sau, từ dương không chút do dự đem bàn tay trái của mình tâm ở trong nháy mắt phun ra một đạo vô hình quan sóng. Trực tiếp bao phủ tại hổ vương tôn bản thể phía trên, sau đó cổ này quan sóng tại từ dương tinh chuẩn đến hoàng mỹ trưởng khống trạng thái phía dưới, tránh đi hổ vương tôn thân sắc bộ vị yếu hại, trực tiếp cắm vào bụng của hắn, cũng chính là kia một đạo thú vương nhất tộc truyền thừa bản nguyên vị trí bàn tay vô hình mạnh mẽ chọc vào cái này một đạo truyền thừa lực lượng bản nguyên mặt ngoài cũng chính là tại thời khắc này hổ vương tôn cả người cảm nhận được vô cùng vô tận đau khổ mặc dù quá trình xa xa muốn so trong tưởng tượng càng thêm gian nan thế nhưng là bởi vì từ dương thực lực đủ cường đại cuối cùng vẫn là bảo trụ hổ vương tôn sinh mệnh quá trình này sẽ cùng tại sống sờ sờ từ trong cơ thể hắn lấy xuống một cái tạng phủ đồng dạng nỗi đau xé rách tim gan cảm giác là không thể tránh né nhưng dạng này đau khổ kịch liệt đổi lấy mình bảo trụ một cái mạng cũng là tương đương đáng giá thẳng đến từ dương chậm rãi rút ra chính mình cái này một đạo hư không vân tay ở trước mặt tất cả mọi người đem da hỏa này trong cơ thể cái này đạo phóng thích ra hào quang màu vàng ống truyền thừa lực lượng bại lộ tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong ông trời của ta đây chính là thú hoàng truyền thừa lực lượng bản nguyên dáng vẻ nha không cần phải nói cũng biết của lực lượng này đã cường đại đến trấn áp toàn bộ cực bắc mang hoang trình độ. Nếu không phải lão đại tự mình ra tay, bằng vào chúng ta những người này lực lượng, chỉ sợ rất khó áp chế được cái này một cổ truyền thừa lực lượng. Thanh Long cũng là nhịn không được từ đáy lòng mở miệng, một phương diện đối cổ này truyền thừa lực lượng cường đại cảm đến sợ hãi tháng phục, một phương diện khác tự nhiên cũng là đối từ dương không gì sánh kịp thực lực một loại sùng kính. Ha ha, ngươi quá đề cao chúng ta mấy cái, nếu như là chúng ta động thủ, Hiện tại Hổ Vương Tôn chỉ sợ đã bị cổ lực lượng này phản ăn mà chết, mà chúng ta cũng sẽ bị thú hoàng này một mạch truyền thừa lực lượng phản công. Đừng quên, cái này mặc ngoài lực lượng phong ấn thế nhưng là tương đương đáng sợ. Nếu không phải có chúng ta lão đại kinh động như gặp thiên nhân thực lực tự mình cầm đao, chỉ sợ cổ lực lượng này tại thoát ly Hổ Vương Tôn thân xác bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã cưỡng chế vỡ vụn. Như vậy, chúng ta bây giờ làm ra ra hết thảy cử động đều sẽ bại lộ tại thú hoàng nhất tộc tầm mắt ở trong khó khăn nhất không phải đưa nó lấy ra mà là bảo trì vậy cái này một cổ truyền thừa lực lượng mặt ngoài phong ấn trạng thái hoàn hảo tránh sớm rút dây động rừng đây mới là hiếm thế nhất đang lúc từ dương dự định đem cổ này truyền thừa lực lượng phong ấn ở trong cơ thể mình thời điểm tiểu hoa đột nhiên đi đến đến đây ngăn cản từ dương động tác như vậy ngươi đừng quên cái này chỉ là còn lại bên trong một phần lực lượng nếu như hắn thật chính là cái gọi là cất giữ những bí mật này minh văn mảnh vỡ như vậy sớm muộn có một ngày đem tất cả mảnh vỡ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Về sau ngươi nhất định phải đem cổ năng lượng này phóng xuất ra, nếu như đem những mảnh vỡ này phong ấn tại ngươi trong cơ thể của mình, đến lúc đó ngươi xuất thủ liền sẽ có tương đối lớn ràng buộc, không có cách nào đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Quả nhiên tiểu hoa lo lắng vừa nói ra, liền lập tức đạt được cái khác đoàn đội tất cả mọi người nhất trí duy trì, cũng làm cho từ dương đình chỉ làm việc. Nhưng nếu như không làm như vậy, của lực lượng này nếu là phong ấn đến các ngươi có mấy người trong cơ thể, ta lo lắng nhục thể của các ngươi không cách nào gánh chịu, ngược lại sẽ càng thêm phiền phức. Tiểu Hoa miễn cười lắc đầu, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Dục thể của ta không phải liền là ngươi tốt nhất vật chứa sao? Chương 1396, tạm biệt xà nữ vương. Cái này căn bản không phải thuộc về chính ta nguyên thủy thân xác, cho dù đến lúc đó muốn lấy thân xác vỡ vụn làm đại giá, khởi động lại cái này một cổ truyền thừa lực lượng, đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Dù sao sớm tối ngươi đều là muốn giúp ta tái tạo nguyên bản thân xác, chẳng bằng liền để ta trước mắt bộ thân thể này xung làm hoàng mỹ nhất vật chứa, cũng sẽ tránh những người khác liều lĩnh tràn phiêu lưu này. Từ dương cũng không nhiều nghĩ, trực tiếp nhẹ gật đầu, hắn cùng tiểu hoa ở giữa đã không cần khách khí cái gì, hai cái tính mạng con người đã sớm hòa làm một thể. Cũng chính là tại một màn này xuất hiện về sau, Talia nữ vương nhìn thấy hình ảnh như vậy, rốt cuộc ý thức được vì sao tiểu hoa có thể trở thành vĩnh viễn làm bạn tại từ dương bên người nữ nhân kia. Mà mình cùng nàng chi ở giữa trên lệch, chỉ sợ đời này cũng không có cách nào để đền bù, không có đóng vai mình bây giờ nhân vật, không cần cực kỳ hâm mộ người khác, càng không đến mức vĩ khuất chính mình. Nữ nhân đối nam nhân ưu tú dê xê vọng chiếm đoạt là một loại thiên tính, cái này cũng liền quyết định nữ nhân trời sinh liền có được lòng đố kỵ lý, điểm này Talia nữ vương cho tới bây giờ đều không có phủ nhận quá. Nhưng khi vừa mới tiểu hoa làm ra quyết định này xuất hiện thời điểm, Talia nữ vương mới rốt cục ý thức được mình cùng nàng chi ở giữa trên lệch, đã sớm không chỉ là tại thực lực phương diện. Talia nữ vương phát hiện tiểu hoa có thể không hề cố kỵ vì từ dương tùy thời tùy chỗ trả giá hết thảy, nhưng mình là xa xa không có cách nào làm được, tối thiểu nhất phía sau mình xà nhân nhất tộc chính là lớn nhất lo lắng. Tại xác định kế sách như thế về sau, từ dương liền không chút do dự đem trong lòng bàn tay, đã bị mình hoàn toàn ngăn chặn thú hoàng một mạch truyền thừa lực lượng đánh vào đến tiểu hoa thân xác bên trong, cũng chính là khuynh thành phu nhân của thân thể này. Tiểu hoa dù sao cũng là thiên sứ nhất tộc lãnh tụ, thiên sứ lĩnh vực lực có thể hoàn mỹ thủ hộ trong cơ thể cái này một cổ truyền thừa lực lượng phong ấn trạng thái, không đến mức bị thú hoàng nhất tộc sớm phát giác. Bởi vậy tiểu hoa thân thể không thể nghi ngờ chính là lập tức hoàn mỹ nhất vật chứa, tại kết thúc toàn bộ quá trình về sau, từ dương bọn người lần nữa tới đến hổ vương tôn trước mặt đồng thời từ dương cũng tuân thủ lời hứa của mình bảo trụ hổ vương tôn tính mạng đánh ra một bộ phận cường đại sinh mệnh lực bản nguyên rót vào hổ vương tôn trong cơ thể trợ giúp hắn chữa trị nguyên bản thân thể thương thế ngươi không có vi phạm lời hứa của mình mà ta tự nhiên cũng sẽ hứa ngươi một cái làm người vừa lòng đáp lại từ nay về sau ngươi vẫn là hổ vương nhất tộc đầu lĩnh nhưng ngươi muốn tuân thủ lời hứa của mình lấy talia nữ vương ý chí làm hạch tâm nàng mới là hổ vương nhất tộc chỗ mười vương khu vực mới kẻ thống trị nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lấy thân phận như vậy ức hế bờ các người hổ vương nhất tộc đối ngoại các người vẫn là mười vương khu vực bên trong tối cao chủng tộc đối nội talia nữ vương hết thảy mệnh lệnh ngươi đều phải dựa theo chỉ thị của nàng đến chấp hành đồng thời ngươi cũng phải thừa nhận xà nhân nhất tộc trước mắt trên thực chất tối cao khu vực địa vị hổ vương tôn sắc mặt ngưng trọng vô cùng thành kính đối từ dương nhẹ gật đầu các ra lệnh chính là ta sinh mệnh chỉ dẫn ta sẽ làm thề sống chết hoàn thành từ Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, mặc dù ngươi mất đi cái này một cổ truyền thừa lực lượng che chở, nhưng ngươi cũng đồng dạng tương đương mở ra cái này một đạo gông xiền, từ nay về sau, ngươi không cần lại thủ bất luận kẻ nào trưởng khống. Talia nữ vương cũng sẽ cho toàn bộ khu vực bên trong tất cả chủng tộc toàn phát triển mới hoàn cảnh, không riêng gì ngươi, ngươi dưới trướng cái này một chút hổ tộc các chiến sĩ, đều sẽ thu hoạch được tuyệt đối công bằng tu luyện quyền lợi, Chúng ta đoàn đội tại hổ vương nhất tộc khu vực bên trong tất cả nhiệm vụ đều đã hoàn thành, tiếp xuống chúng ta muốn chạy tới tiếp theo khu vực, tìm kiếm kế tiếp 10 vương tôn thủ hộ giả. Đến tiếp sau tất cả vấn đề liền từ chính ngươi tới làm giải quyết tốt hậu quả đi, có gì cần, tùy thời có thể thông qua giao lưu tinh thần phương thức cùng ta câu thông. Bởi vì trong cơ thể ngươi cái này một đạo truyền thừa lực lượng phong ấn cũng không có vỡ vụn, cái này ở trong như cũ phong ấn thuộc về khí tức của ngươi chấn động. Bởi vậy, chỉ cần ngươi thử nghiệm cùng của lực lượng này tiến hành linh hồn cộng minh tiểu hoa bên kia sẽ ngay lập tức thu được ngươi truyền tới tin tức nếu như trong thời gian này có thú hoàng nhất tộc sứ giả giáng lâm nhất định phải mau chóng thông tri chúng ta chẳng qua ta ngược lại là cảm thấy khả năng này rất nhỏ hổ vương tôn nhớ kỹ đến từ từ dương căn dặn sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu xin các hạ yên tâm ta nhất định sẽ không có nhục sứ mệnh hoàn thành ngài lời nhắn nhủ hết thảy nhiệm vụ hổ vương tôn thần phục cũng khiến cho nguyên bản quyết định đi theo tại Talia nữ vương bọn người bên người bạch hổ nhất tộc các chiến sĩ, một lần nữa trở lại hổ tộc khu quản hạt phạm vi bên trong. Trợ giúp hổ vương tôn cùng một chỗ tăng cường nội bộ các phương diện phát triển kiến thiết, chẳng qua đây đối với Talia vương đến nói căn bản không phải việc khó gì, nàng hiện tại đã chân chính trên ý nghĩa trở thành toàn bộ hổ vương khu vực phạm vi bên trong người thống trị cao nhất. Đã các ngươi đã quyết định rời đi hổ vương khu vực, như vậy ta nghĩ chúng ta tạm thời lúc chia tay liền phải đến. Talia nữ vương đối trước mắt Từ Dương lộ ra bất đắc dĩ cùng không thôi biểu lộ, nhưng là Talia nữ vương rất rõ ràng lấy thân phận của nàng bây giờ tiến vào cái khác mười vương khu vực, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại còn có quá nhiều chuyện cần nàng tự mình xử lý, dù sao hiện tại xà nhân nhất tộc đã thu hoạch được toàn cái mười vương khu vực phạm vi bên trong thực tế trưởng thống quyền, cũng làm cho Talia nữ vương nhiều càng nhiều trách nhiệm nàng không thể vì tự mình một người đem toàn bộ tộc quần phát triển từ bỏ rơi. Từ dương kỳ thật cũng sớm đã đoán được nàng như thế nữ vương sẽ làm ra quyết định như vậy, nàng là sẽ không đi theo đoàn đội đám người tiếp tục hướng phía khu vực khác theo vào. Vậy được rồi, đã ngươi đã làm ra quyết định như vậy, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nhưng ngươi không được quên thống lĩnh toàn bộ hổ vương khu vực, vẻn vẹn vẻ chỉ là ngươi một cái tiệm khởi đầu mới. Ngày sau nếu có cần, ngươi làm nghiên toàn tộc lực lượng hưởng ứng tại chúng ta, cứ như vậy, như ngày khác thú hoàng nhất tộc sẽ đi về phía vẫn lạc, ta sẽ nâng đỡ ngươi trở thành toàn bộ cực bắc mang hoang khu vực mới vương giả. Câu này hứa hẹn đối với Talia nữ vương đến nói, đã siêu việt bất luận cái gì ban ân. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mình có một ngày lại có thể trở thành toàn bộ mang hoang khu vực trí cao lãnh tụ, mà những cái này không hề nghi ngờ đều là từ dương mang cho nàng. Nếu như ngày đó thật sẽ tới, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu như không có đến, ta cũng sẽ không cảm thấy bất kỳ uể oải. Có lẽ ngươi thật đem ta đẩy lên vị trí kia, ta cũng sẽ bởi vì thực lực không đủ cường đại mà cảm thấy khế bờ đảm. Từ dương ha ha phá lên cười, người của ta tuyệt đối sẽ không vì trên thế giới này bất luận một cái nào sự tình mà thắt nút, thật cần ngươi đi vào vị trí kia thời điểm, ta cũng sẽ cho ngươi đầy đủ truyền thừa, để ngươi trở thành cực bắc mang hoang đại lục ở trong người mạnh nhất. Talia nữ vương nội tâm đến cỡ nào không bỏ, hắn thật không nghĩ rời đi cái này nam nhân nửa bước. Nhưng là vận mệnh chú định giữa hai người duyên phận. Cuối cùng vẫn là muốn ở chỗ này tách ra thành hai đạo quỷ tích khác nhau, nhưng Talia nữ vương trong lòng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, hắn xứng đáng mình, xứng đáng các tộc nhân tương lai cũng nhất định sẽ xứng đáng từ dương. Tách ra trước đó, từ dương lại một lần nữa móc ra tại hiên viên hoàn thành thời điểm, vân long thiên đế giao cho mình kia một tấm cực bắc rất hoàng đại địa đồ. Chương 1397, Bạch Long thả uy. Quả nhiên, bây giờ trương này lớn địa đồ nội bộ biểu hiện nội dung, đã từ nguyên bản khu vực đạt được cực lớn khuếch trương. Toàn bộ hổ vương khu vực bên trong bộ tất cả chủng tộc vị trí chỗ ở, tất cả đều tại cái này đại địa đồ bên trên cho ra nhất là chính xác tọa độ đề điểm. Đáng tiếc chủng tộc khác khu vực dường như cũng không có tại thời khắc này hiện ra, đang lúc từ dương lâm vào suy nghĩ thời điểm, bên người huyền võ phân thân cho ra cực kỳ trọng yếu nhắc nhở. Lão đại, Ngươi bây giờ như là đã cầm tới phần thứ nhất thú hoàng nhất tộc truyền thừa lực lượng bản nguyên, chẳng bằng thử nghiệm dẫn động kia một cổ bản nguyên khí tức, tiến vào tấm bản đồ này bên trong, nhìn xem có thể hay không phát sinh cái gì đặc thù biến hóa. Nghe được bên người gia hỏa này một phen nhắc nhở, Từ Dương lập tức lập tức nghĩ ra, bắt đầu điều động trong cơ thể bản nguyên chi lực, hướng tấm bản đồ này ở trong tiến hành rót vào, quả nhiên không có mất một lúc, tấm bản đồ này vậy mà thật phát sinh biến hóa kinh người. Ông trời của ta các người mau nhìn phía trên tọa độ thật trở nên càng thêm rõ ràng khoáng đạt chút theo tiểu hoa rót vào một cổ bản nguyên chi lực tiến vào bản đồ này mặt ngoài toàn bộ hổ vương khu vực cánh trái phương diện một bộ phận địa đồ dần dần trở nên rõ ràng nhìn trên bản đồ này chỉ dẫn lại hướng phương tây tiến lên hẳn là đi vào cùng hổ vương khu vực láng giềng ngạc vương tôn địa bàn huyền võ phân thân cho ra đối ứng một phen giải đọc cái gọi là ngạc vương tôn kỳ thật cùng hổ vương tôn đồng dạng đồng dạng cũng là 10 vương tôn thủ hộ giả một trong. Mà bộ phận này chiến trường khu vực có hơn phân nửa nhi đều là tại thủy vực bên trong, nó đối ứng mấy đại chủng tộc cũng đều là trong biển chủng tộc. Từ dương trên mặt miễn cười càng thêm nồng đậm mấy phần. Bởi vì đi vào cực bắc mang hoang khu vực trước đó, từ dương cùng vinh quang long kỵ kia một nhóm người đã tại vô tận hải ở trong chinh chiến nhiều năm, đủ loại trong biển tộc đàn hắn đều gặp quá nhiều, tự nhiên cũng tích lũy xuống quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Bây giờ tại gặp được cùng loại tác chiến hoàn cảnh, từ dương xử lý cũng tất nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió, huống chi tại thủy vực ở trong tác chiến, hắn chính là tuyệt đối vương giả. Có hải thần lĩnh vực giá trị, căn bản không có bất kỳ người nào có thể tại thủy vực ở trong uy hế bờ được từ dương đoàn đội mỗi người. Dựa theo tọa độ chỉ dẫn, từ dương đoàn đội lập tức xuất phát, hoa không đủ 10 ngày thời gian, triệt để thoát ly hổ vương khu vực biên giới, tiến vào trên bản đồ này đánh dấu ngạc vương tổng thống trị trong biển khu vực. Nói nơi này là một mảnh biển, nhưng trên thực tế từ dương đoàn đội bọn người quan sát một phen thế cục về sau, phát hiện nơi này nhiều nhất cũng chẳng qua chỉ là cái lớn một chút hồ nước thôi. Bởi vì sinh hoạt ở nơi này tuyệt đại bộ phận trong biển chủng tộc, trên cơ bản đều là có được biển lục lưỡng cư tác chiến cường đại thú tộc, mà cũng không phải là đơn thuần một loại hải tộc sinh vật. Bởi vậy tác chiến độ khó so trước đó từ dương bọn người tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút, đồng thời những cái này thú tộc cường giả bởi vì có biển lục lưỡng cư sinh tồn năng lực, khiến bọn hắn có thể thôn vệ bản nguyên lực lượng chủng loại tương đối nhiều. Thực lực tổng hợp cũng phải so hổ vương nhất tộc thống trị khu vực những chủng tộc kia các chiến sĩ cường đại không ít. Chẳng qua bọn hắn thực lực có thể đạt tới như thế nào trình độ, từ dương cũng không như thế nào tại hồ, chỉ cần dám ngăn cản bọn hắn tiến lên con đường chỉ có một cái kết cục, đó chính là vẫn lạc. Lão đại hồ này chiến trường ngược lại là có một chút chỗ tốt, đó chính là không cần chúng ta lật qua lật lại tại các loại trong hoàn cảnh quần nhau, chỉ cần tại cái này thống nhất chiến trường phạm vi bên trong làm chúng ta muốn làm sự tình, hẳn là sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Thanh Long một bên loay hoay chính mình đen con cờ trắng, một bên phát ra dạng này cảm khái. Lúc này đám người lại trở lại Bạch Long trên lưng, mượn nhờ thân thể của hắn làm đi xa thuyền rồng, thoải mái dễ chịu trình độ tự nhiên không cần nhiều lời, trọng yếu nhất chính là cái này Bạch Long không dám chống lại từ dương mệnh lệnh. Ngay ngắn thẳng thắng cho đám người làm thú cưỡi, hắn tự thân phóng thích ra khí tức đã đầy đủ cường đại, cũng khiến cho rất nhiều hải vực chỗ sâu một chút cấp thấp hải tộc sinh vật không dám vào xâm, cũng là tính có thể cho mọi người tiết kiệm không ít thời gian. Bạch Long, lần này cho ngươi nới lỏng một điểm quyền hạn, những nơi đi qua tùy ngươi làm sao dày vò, có thể thỏa thích phóng thích mình Long tộc uy áp đến quấy rầy cái hồ này phía dưới trong biển chủng tộc, chi bằng có thể đem chúng ta đi tới thanh thế làm cho lớn hơn một chút. Dạng này chúng ta liền có thể nhanh chóng gặp được ngạc vương tôn một mạch thế lực tối cường bạch long nghe được từ dương kiểu nói này lúc ấy liền nhịn không được ha ha phá lên cười bị đè nén lâu như vậy cuối cùng là có thể phóng thích một chút uy nghiêm của mình đa tại lão đại cho ta cơ hội như vậy biểu hiện mình bạch long một loại có chút khoa trương cử động ngược lại là chọc cười đoàn đội đám người tất cả mọi người không có nghĩ tới tên này thế mà cũng là đậu bỉ theo sát lấy cái này bạch long phát ra tới một trận lại một trận kinh khủng tiếng long ngâm mặc dù hắn tận khả năng đem mình phóng xuất ra tiếng gầm khí tức khống chế tại một cái tương đối hài hòa phạm vi bên trong. Nhưng là hồ này dù sao không thể so biển sâu, cho dù nơi này sinh hoạt đếm không hết cường đại lưỡng cư chiến sĩ, thế nhưng là những cái này cự thú các chiến sĩ tại đối mặt long tộc cường thế uy áp thời điểm, cũng khó tránh khỏi sẽ lâm vào nơm nớp lo sợ trong khủng hoảng. Cục diện như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu, làm từ dương đoàn đội tại cái này bạch long bảo vệ phía dưới, trước đi vào trong hải vực ở giữa khu vực thời điểm, một cổ vô cùng băng lãnh sát lục khí tức, đột nhiên dưới biển chỗ sâu nổi lên. Cổ này băng lãnh khí tức, khóa chặt tại từ dương đoàn đội đám người trên thân, rất nhanh đám người liền nhìn thấy chừng hơn trăm con cường đại biển lục lưỡng cư thú tộc chiến sĩ tại thủy vực chỗ sâu hiện ra bản thể. Các người những người này thật to gan, lại dám dùng dạng này tùy tiện dáng vẻ xâm nhập vào chúng ta ngạc vương tôn khu vực. Thật là không đem chúng ta ngạc vương tôn nhất tộc để vào mắt nha mở miệng nói chuyện người này là một con lớn đến có chút khoa trương hải long tôn cự thú chiến sĩ. Không sai, chính là một con to lớn tôn hùng, chiều cao chừng hơn 2 mét, nửa người trên là nhân tộc hình thái, nửa người dưới thì là tôn biển bộ dáng, thân thể hai bên sinh trưởng bốn cánh tay, hai hai nắm chặt một thanh trong biển cá xiên, chợt nhìn hoàn toàn chính xác xem như rất dọa người. Có thể nói đến cùng, những hải tộc này các chiến sĩ coi như thực lực mạnh hơn, gặp hùng hùng hổ hổ từ dương bọn người, đoàn đội cũng tuyệt đối không có khả năng vén ra cái gì lớn sóng gió đến. Ha ha ha, ngươi cái này tôn ngược lại là nói đúng, chúng ta chính là như vậy tùy tiện, ngươi lại có thể làm gì được ta? Tông hùng hai chữ từ huyền võ phân thân trong miệng nói ra, lập tức liền đem đối phương triệt để chọc giận. Ngươi mới là vật nhỏ a. À? Chúng ta hải long tôn chiến sĩ nhất tộc sức chiến đấu, tuyệt không so ngạc vương tôn khu vực bên trong cái khác bất luận chủng tộc nào chiến sĩ kém hơn bao nhiêu ngươi dám dùng dạng này tràn ngập miệt thị xưng hô hình dung ta, liền đã chú định ngươi vẫn là kết cục. Nghe được cái này hải long tôn cự thú chiến sĩ một phen, từ dương đoàn đội đám người chẳng những không có mảy may bị ý cảnh cáo, ngược lại cũng nhịn không được ha ha phá lên cười. Không phải ta xem thường huynh đệ ngươi, liền ngươi dạng này thể trạng tử cùng thực lực, đối với chúng ta mấy người tới này nói, chẳng qua chỉ là vài bữa cơm sự tình. Nói xong từ dương lại một lần nữa triệu hồi ra mình kia một hệ liệt gia hỏa sự tình, bạch hổ thiếu niên cái rắm điên nhi cái rắm điên nhi lại đụng lên đến chuẩn bị nhóm lửa. Chương 1398, Ngạc Vương Tôn Cử động như vậy không thể nghi ngờ đối trước mắt những cái này hải long tôn cự thú các chiến sĩ đến nói là một loại to lớn vũ nhục, những này nhân tộc là đem bọn hắn xem như đồ ăn. Ha ha rất tốt, đến cùng phương kia biến thành đồ ăn, bây giờ nói lời này chỉ sợ vẫn còn sớm, hy vọng chờ một lúc động thủ thời điểm, các người bọn gia hỏa này còn có thế có hiện tại bộ này cảm giác ưu việt. Nói xong những lời này, hải long nhà cự thú các chiến sĩ tất cả đều phát ra điên cuồng tiếng trống giận dữ, sau đó ở trước mắt cái này đầu mục dẫn đầu dưới, liều lĩnh đề cao mình mạnh nhất sức chiến đấu lao xuống hướng từ dương đoàn đội bọn người. Liền phải ở sau đó một trận chiến bên trong đòi lại mất đi tôn nghiêm, tiếc núi là từ dương thậm chí liền con mắt nhìn bọn hắn một chút động tác đều không có, vẻn vẹn chỉ là đưa lưng về phía bọn hắn hướng phía sau lưng nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ to lớn thủy triều. Nháy mắt tại cái này bạch long dưới thân chung quanh tung bay ra 10 mét cao độ, ngang hướng phía những cái này hải long tôm các chiến sĩ trước mặt đẩy quá khứ. Chỉ là cái này vừa đối mặt cử động, liền triệt để rung động những cái này hải long tôm. Những này nhân tộc đến cùng là lai lịch gì? Thế mà có được kinh khủng như vậy năng lực chiến đấu, xem ra trước đó ta đích xác là đánh giá thấp bọn hắn. Cự thú thủ lĩnh trong nội tâm làm ra phán đoán như vậy, nhưng bọn hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, nhất định phải kiên trì chống đỡ trước mắt cái này 10 mét sóng lớn xâm nhập. Bày trận Thủy Long nuốt Hải Long tôn thú tộc các chiến sĩ thế mà còn có mình chuyên môn trận pháp, đủ để nhìn ra được đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn. Nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mặc kệ ngươi dùng như thế nào chiến pháp sách lược, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Từ dương không cần dùng con mắt nhìn, liền có thể cảm giác sau lưng mình chiến trường ở trong phát sinh hết thảy, khi nhìn đến đối phương có chỗ ứng đối về sau, khinh thường cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Nguyên bản 10 mét quét ngang sóng lớn, vậy mà tại từ dương tinh thần lực ảnh hưởng phía dưới, cấp tốc phân tán thành mấy chục đạo kinh thiên thủy long riêng phần mình bồi hồi, gào thét lên hướng phía những cái này hải long tôm đi thời điểm các chiến sĩ đánh xuống. Tốc độ cùng lực lượng hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau, những cái này thủy long hình thái cột nước được trao cho nghiền nát hết thảy lực lượng kinh khủng, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có trong đó mấy chục tên hải long tôn cự thú các chiến sĩ nháy mắt vỡ nát thân thể. Cái này sao có thể, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có ngoại tộc người có thể tại trên địa bàn của chúng ta đánh ra kinh người như thế sức chiến đấu, lão đại, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Mấy người này tộc thực lực quá mạnh, căn bản không phải chúng ta có thế ứng đối. Hải Long Hiệp cự thú đầu mục cũng ý thức được vấn đề này, cắn chặt răng, tuy nói đối với những người này một mặt căm hận, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Nếu là lại không đi, chỉ sợ đợi một hồi muốn đi cũng trở thành hy vọng xa vời, mau chóng lui lại đi hướng ngạc vương tôn nhất tộc bẩm báo tình huống bên này, nhất định phải khiến cái này người có đến mà không có về. Không sai, đánh không lại liền đi mời người, phản chính là địa bàn của mình, tóm lại còn có đường lui có thể nói. Đây cũng chính là Hải Long Tôn cự thú các chiến sĩ duy nhất một loại sách lược ứng đối ngược lại là bạch hổ thiếu niên một mặt ngây ngốc nhìn xem nhà mình lão đại từ dương ta nói chúng ta cái này nồi đều sinh ra lửa nước đều nhanh đốt lên lão đại ngươi làm sao không lưu lại mấy cái hải long tôn cho chúng ta mở một chút dạ dày nha từ dương khe khẽ lắc đầu bằng vào ta tại vô tận hải khu vực nhiều năm như vậy sinh tồn kinh nghiệm hình thể càng lớn hải tộc chiến sĩ hương vị liền càng không tươi ngon ngược lại là những cái kia thể tích nhỏ hải tộc dinh dưỡng phong phú không nói hương vị cũng là cực phẩm vừa mới nói xong từ dương lại một lần nữa lợi dụng tinh thần lực bắt đầu điều động chung quanh thủy vực trạng thái, không có một lát sau liên tiếp mấy đạo trùng thiên sóng lớn, từ thủy vực phía dưới cùng hở ra. Đến không hết cỡ nhỏ hải tộc tất cả đều bị xông vào từ dương trước người cái này một hơi nồi lớn ở trong. Liền cái này sôi trào nước sôi đem những hải tộc này loài cá thanh lý sạch sẽ về sau, nồng đậm mùi thịt khí tức rất nhanh liền hiển hiện ra tới, treo đến đoàn đội đám người từng cái chảy nước miếng, tất cả đều ánh mắt ống ánh nhìn chầm trầm cái này miệng nồi lớn. Ha ha ha, không sai không sai, lão đại ngươi thật đúng là thật không lừa ta a. À. Quả nhiên như ngươi nói như vậy, mùi vị kia quả nhiên là nhất tuyệt, hẳn là so với cái kia hải long tôm cự thú lăng đầu thanh tươi ngon nhiều lắm. Mọi người ăn uống no đủ về sau, đem còn lại một chút canh thừa đáy liệu tất cả đều giao cho Bạch Long đến xử lý, gia hỏa này miệng lớn mở ra, đột nhiên một nuốt đúng là liền nồi đều không cần soát, đáy bồn đều cho nhặt sạch sẽ. Nhìn từ đằng xa cái này một con hình thể khổng lồ long tộc, chậm rãi tiếp tục hướng thủy vực chỗ sâu tiến lên, những nơi đi qua thỉnh thoảng sẽ phát ra cường đại cự long khí tức chấn động cùng y hết bờ. Cùng lúc đó, vũ say tại hồ này phía dưới cùng chỗ sâu ngạc vương tôn nhất tộc, rốt cục đạt được lân cận không ít trong biển chủng tộc các chiến sĩ thông bẩm. Ngạc vương tôn các hạ, ngài vẫn là nhanh ra tay đi, những cái này nhân tộc nhìn thực lực đều rất cường đại, đồng thời cũng đều đến có chuẩn bị, chúng ta cũng không biết bọn hắn lần này đến cùng là dụng ý gì, chỉ có ngài tự mình ra tay, mới có thể ngăn cản bọn hắn tiến một bước đẩy về phía trước tiến nếu không chúng ta ngạc vương tôn khu vực chỉ sợ muốn bị mấy cái nhân tộc làm cho mặt mũi mất hết lão ngạc cá sắc mặt khó coi tới cực điểm con ngươi ở trong một màn kia đỏ bừng nhan sắc đã chứng minh hắn thật bắt đầu tức giận từ lúc hắn trở thành ngạc vương tôn thu hoạch được thú vương một mạch truyền thừa lực lượng về sau mảnh này to lớn bát ngát hồ nước đã thật lâu không có người xâm nhập đến chủng tộc ở giữa lẫn nhau bình an vô sự ở nơi này sinh hoạt coi như an nhàn mặc dù nhận vị trí địa lý khu vực hạn chế bọn hắn những hải tộc này các chiến sĩ tiến độ tu luyện tương đối chậm chạp tại mười vương khu vực ở giữa so sánh cái này ngạc vương tôn chỗ khu vực cũng coi là hạ tam lưu thế nhưng nguyên nhân chính là như thế ngược lại không có quá nhiều người xâm nhập ngấp nghé cái này phương khu vực tài nguyên chủng tộc ở giữa trôi qua coi như an nhàn cho nên đối với những hải tộc này các chiến sĩ đến nói nhất không thể tha thứ chính là ngoại lai giống loài xâm lấn dưới mắt từ dương bọn người làm loại chuyện này xem như triệt để đâm trúng ngạc vương tôn uy hết bờ, bắt đầu khiêu chiến tranh giới cuối cùng của hắn. Không nên hoảng hốt, nơi này nói cho cùng cũng là địa bàn của chúng ta, coi như những người kia thực lực có mạnh đến đâu, ta cũng không tin hắn dám khiêu chiến thú hoàng nhất tộc uy nghiêm. Đợi bản tôn tự mình ra ngoài gặp một lần bọn hắn, nhìn xem những người này đến cùng bao nhiêu cân lượng. Ngạc vương tôn vừa mới nói xong, tại chỗ liền tại mình trong tổng bộ chọn lựa 10 cái cá sấu chiến sĩ nhất tộc người mạnh nhất đi theo mình, dần dần nổi lên mặt nước, hướng phía kia Bạch Long phóng thích ra khí tức phương hướng cấp tốc theo vào, rất nhanh liền tại mệnh lệnh của hắn dẫn đạo dưới. Đem từ dương đoàn đội đám người chặt chẽ bao vây lại. Ngoại lai các bằng hữu liền cái bắt chuyện đều không đánh, liền tiến vào đến địa bàn của người ta bên trong, dạng này khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi đi. Đến từ ngạc vương tôn thanh âm, cấp tốc bao phủ tại từ dương đoàn đội mỗi người trong óc cũng làm cho dưới thân Bạch Long bản năng đình chỉ tiến lên tiết tấu. Ngươi lời nói này nhưng là không còn ý tứ, chúng ta từ lúc vừa tiến vào đến cái này khu vực ở trong vẫn tại đánh với ngươi chào hỏi, là chính ngươi phản ứng trì độn, kéo tới hiện tại mới xuất hiện, đâu có gì lạ đâu nhóm. Huyền võ phân thân cười ha ha lấy mở miệng phản bác đối phương, làm cho ngạc vương tôn nhất thời á khẩu không trả lời được. Ha ha, tính tình rất sông nha, xem ra các người xâm lấn ta ngạc vương tôn khu vực cũng hẳn là cố ý mà vì đó, không biết các ngươi có mấy người làm như vậy, đến cùng có như thế nào mục đích đâu. Từ Dương lão đại cười lạnh một tiếng tự mình mở miệng, mục đích rất rõ ràng, chính là bái ngươi Ngạc Vương tôn bản tôn mà tới. Trước cho ngươi xem một vật, ngươi thì có thể minh bạch chúng ta mục đích thực sự, lại cũng không cần ta và ngươi làm nhiều lời vô ích gì. Từ Dương vừa mới nói xong, cho bên người Tiểu Hoa một ánh mắt, nha đầu này lòng bàn tay vung lên, lập tức liền đem từ hổ vương tôn trong cơ thể thu hoạch được mà đến thú hoàng nhất tộc truyền thừa lực lượng bản nguyên hiển lộ rõ ràng ra tới, kim sắc tia sáng cỡ nào ống ánh xuất hiện trong nháy mắt, Ngạc Vương Tôn lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chương 1399, người đều đến đông đủ sao? Ha ha, nghĩ không ra ngươi thế mà dạng này trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vậy ta cũng liền không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ta đã minh bạch ngươi lần này đến đây mục đích, chính là muốn ngấp nghé trong cơ thể ta thú hoàng lực lượng truyền thừa. Nhưng ta có một chút không có minh bạch, ngươi cũng không phải là ta trong thú tộc người, càng không phải là cực bắc mang hoang khu vực sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, tại sao lại đối trong cơ thể ta thú hoàng truyền thừa lực lượng sinh ra dê xê vọng đâu. Cổ lực lượng này dường như cũng không thể mang cho ngươi đủ cường đại tăng lên, bởi vì ngươi cũng không phải là có được thú tộc huyết mạch, thông vệ ta cổ lực lượng này ngươi là không có cách nào làm được. Húng chi cổ lực lượng này ở trong phong ấn độc thuộc về một phần trí nhớ của ta, càng có thú hoàng một mạch lực lượng tiến hành gắn bó, coi như ngươi từ trong cơ thể của ta cưỡng ép bóc ra của lực lượng này. Chỉ cần tinh thần lực của ta vỡ vụn rơi, thú hoàng nhất tộc cũng sẽ lập tức đạt được cảm ứng. Ngươi căn bản là không có cách đạt được âm mưu, càng thêm không có khả năng đem cổ này nhật nguyệt sáng thôn vệ đến thân thể của mình ở trong. Như vậy ta liền rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng muốn có được cổ lực lượng này, đến tột cùng không biết có chuyện gì. Nếu như ngươi là muốn thông qua cổ lực lượng này đến uy hết bờ được toàn bộ thú hoàng nhất tộc thống trị địa vị, vậy ta tuyệt đối không có khả năng để ngươi được như ý co như ta lập tức thiêu đốt mình, vĩ đi cổ này truyền thừa lực lượng tự hủy ở đây, cũng tuyệt đối không có khả năng để cổ lực lượng này bị ngươi người ngoài này đoạt đến. Ngạc Vương Tôn bày ra ra một bộ trung dung sự tình bộ dáng, nhưng mà những cái này xem ở từ Dương đoàn đội trong mắt mọi người chẳng qua chỉ là một chuyện cười thôi. Bởi vì tại từ Dương đoàn đội tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, trước đó Hổ Vương Tôn cỡ nào cùng bạo, cuối cùng vẫn là không thể không cúi đầu tới. Trước mắt cái này Ngạc Vương Tôn hiện tại còn hẳn là không rõ ràng từ dương đoàn đội có được thực lực như thế nào bởi vậy hắn còn đối với mình cái này chủ nhà thân phận giữ một chút đặc thù ảo tưởng còn vọng tưởng có thể bằng vào mình thiên thời địa lợi phương diện chiếm cứ ưu thế đánh lui từ dương đoàn đội từ dương tự nhiên cũng nhìn ra được đối phương là như thế nào một loại tâm lý cuối cùng vẫn là tại vừa đúng thời cơ đình chỉ lời đầu của mình cũng không tiếp tục cùng hắn nói nhảm mà là định dùng một loại càng thêm hành chi phương thức hữu hiệu giúp cho uy e hipper quả nhiên, liền ở sau đó một nháy mắt, từ dương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, dưới chân mảnh này trong hồ vô cùng vô tận trong nước khí tức, bắt đầu điên cuồng gắt gỏng. Tất cả thủy khí sóng lớn cũng bắt đầu tuần hoàn theo từ dương tinh thần lực ba động, phát sinh khiến người sợ hãi thang biến hóa. Tại cái này một cổ khí tức cùng linh hồn lực tiếp dẫn phía dưới, cấp tốc hướng phía từ dương dưới chân vị trí điên cuồng ngưng tụ. Sau đó đem cả người hắn kéo hướng giữa không trung, Vẹn vẹn một động tác này liền triệt để rung động chung quanh tất cả mọi người, tự nhiên cũng bao quát ngạc vương tôn cùng hắn mang tới bên người cá xấu nhất tộc cường đại chiến sĩ nhóm tất cả đều bị một màn này triệt để dọa sợ. Không. Đây tuyệt đối không có khả năng, nơi này là địa bàn của chúng ta, toàn bộ trong hồ đều có được chúng ta đặt thù huyết mạch lực lượng bản nguyên làm chèo chống, như thế nào lại bị gia hỏa này nắm trong tay đâu. Ngạc Vương Tôn khi nhìn đến Từ Dương lúc này làm ra dạng này một động tác về sau, liền bản năng lâm vào ngưng trọng gián vẽ. Xem ra cái này nhân tộc hoàn toàn chính xác có được không thể kinh thường thực lực, hắn thủ đoạn như vậy hẳn là có thể đối thủy nguyên tố tiến hành trên bản chất trưởng khống. Xem ra trước đó dự đoán có rất lớn xuất nhập. Chúng ta có lẽ không có cách nào bằng vào khu vực bên trên ưu thế đối với nó tạo thành đủ cường đại áp chế lực, nhất định phải thay đổi chiến đấu sách lược, truyền mệnh lệnh của ta tập kết tất cả khu vực bên trong sức chiến đấu, chủng tộc mạnh mẽ chiến sĩ tập kết ở đây. Đối mấy cái này ngoại lai người xâm nhập triển khai vây công. Đồng thời nhất định phải làm tốt để phòng vạn nhất chuẩn bị, vạn nhất lực chiến đấu của bọn hắn vượt qua tưởng tượng của chúng ta, lúc cần thiết cá xấu nhất tộc các chiến sĩ phải làm cho tốt đề phòng biện pháp sớm rút lui chiến trường. Cho dù cuối cùng muốn hy sinh ta một người, cũng tuyệt đối không thể để cho chúng ta cá xấu nhất tộc tại khu vực phạm vi bên trong lãnh tụ địa vị nhận xung kích, nhất định phải cam đoan đủ nhiều các chiến sĩ còn sống lui ra khỏi chiến trường. Không thể không nói cái này Ngạc Vương Tôn giờ phút này nói ra mấy câu nói như vậy, cũng đối từ Dương Tạo thành trình độ nhất định chấn kinh. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, cái này Ngạc Vương Tôn thấy chết không sờn tình huống phía dưới, thế mà còn có thể bảo trì như thế đầu óc thanh tĩnh. Vì chính mình đoàn đội sau này làm ra dự định. Riêng là hắn dạng này một phen phẩm chất liền vượt xa hổ vương nhất tộc, nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh kia hai cái hám lợi gia hỏa, cũng tương tự đạt được từ dương một phần vốn có tôn trọng ta không thể không thừa nhận ngươi là một cái hợp cách đoàn đội người lãnh đạo, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một chút, tốt nhất đừng tại trước mặt của chúng ta làm ra cái nào đó quyết định sai lầm, dạng này sẽ chôn vùi rơi các người toàn bộ khu vực bên trong tất cả chủng tộc tương lai. Chọc giận ta đối với các người sẽ tạo thành như thế nào về sau, quả các người nhất định phải suy nghĩ kỹ vấn đề này. Từ dương mang cho chung quanh những hải tộc này các chiến sĩ đầy đủ cường độ uy hế bờ, nhưng bọn hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là tất cả đều dựa theo ngạc vương tôn phân phó dần dần gạt ra. Tại hồ này khu vực chính giữa làm thành một vòng, lại một vòng đặc thù chiến tranh hình thái, mỗi một tầng chiến trận đều bao trùm lấy một cái đủ cường đại trong biển chủng tộc, phóng tầm mắt nhìn tới. Tối thiểu cũng có vài chục vạn hải tộc các chiến sĩ quay chung quanh tại cái này cự hồ nước lớn trung tâm chiến trường, đem từ dương đoàn đội cái này rải rác mấy người bao quanh vây quanh ở chính giữa chúng ta cá nhân thực lực tự nhiên không có cách nào cùng mấy người các ngươi dạng này nhân tộc thiên chi kiêu tử so sánh, nhưng là chúng ta mạnh liền mạnh tại nhiều người lực lượng lớn, phương diện này ưu thế là các người vô luận như thế nào cũng không có cách nào bù đắp. Ngạc Vương Tôn không khỏi một trận kiêu ngạo nói ra mấy câu nói như vậy, hắn đối với mình lực hiệu triệu cùng thống trị lực vẫn là tương đối có lòng tin. Dù sao toàn bộ hồ nước khu vực tại hắn cái này mười vương tôn thủ hộ giả một trong ngạc tộc chiến sĩ dẫn đầu dưới, những năm gần đây phát triển cũng là tương đương không tệ. Cái này ngạc vương tôn thâm thụ các đại chủng tộc tán thành cùng yêu quý, bằng không mà nói, cũng không đến nỗi gia hỏa này ra lệnh một tiếng, liền có thể trong thời gian ngắn như vậy cấp tốc tập kết, nhiều như thế hải tộc các chiến sĩ nghe mình hiệu lệnh. Mà những hải tộc này các chiến sĩ cũng đều rất rõ ràng môi hở răng lạnh đạo lý này, một khi ngạc vương tôn trước hết nhất đổ xuống, đối với bọn hắn những cái này khát vọng đạt được phụ thuộc hải tộc các chiến sĩ đến nói, cũng chính là một cái trí mạng kiếp nạn. Bởi vì Ngạc Vương Tôn không hề nghi ngờ đã đại biểu nơi này chiến lực mạnh mẽ nhất. Giống những cái này trong biển chủng tộc các chiến sĩ, các thể năng lực đều không phải rất mạnh, nếu là mất đi đủ cường đại lãnh tụ, bọn hắn rất có thể sẽ loạn cả một đoàn, so như vụn cát. Một khi lâm vào như thế hoàn cảnh, đối với mỗi một cái hải tộc mà nói đều là trí mạng kiếp nạn. Ha ha, các ngươi người cũng đã đến đông đủ sao? Nếu như đến đông đủ, tùy thời thông báo ta một tiếng, ta muốn chuẩn bị động thủ, mà trước lúc này ta là tuyệt đối sẽ không dậu đổ bìm leo. Nhất định phải tập kết ra các người chiến lực mạnh mẽ nhất đội hình, bằng không mà nói, một trận chiến này đối với các người bất luận chủng tộc nào đến nói đều là một trận hảo kiếp. Chương 1400, mấy chục vạn người lại như thế nào? Từ dương thanh âm như cùng đi từ cửu thiên chi thần hàng lâm xuống thẩm phán lời nói, thật sâu rung động trong hồ mỗi một tên chiến sĩ sâu trong linh hồn liền xem như ngạc vương tôn khu vực này người mạnh nhất đang nghe từ dương cường đại như vậy vô cùng linh hồn thanh âm về sau cũng sẽ cảm thụ phát từ nội tâm đến một tia sợ hãi chống đỡ lấy hắn như cũ lấy một bộ trang nghiêm dáng vẻ đứng trong chiến trường tâm chỉ có trong lòng của hắn kia phần ngưng trọng chức trách cùng đối thủ hoàng nhất tộc trung thành tuyệt đối thủ hộ chúng ta đã tập kết hoàn tất đã ngươi có lòng tin như vậy lấy sức một mình đối mặt chúng ta mấy chục vạn hải tộc chiến sĩ vậy liền mời ngươi động thủ đi Ngạc Vương Tôn ra lệnh một tiếng, chung quanh những hải tộc này các chiến sĩ lập tức dựa theo chỗ đứng của mình bắt đầu động tác, mỗi một cái vòng tầng vòng vây đều trong nháy mắt này điên cuồng nóng nảy bắt đầu chuyển động. Ha ha, ta còn thực sự không có nghĩ tới những thứ này thú tộc các chiến sĩ thế mà cũng có mình chuyên môn trận pháp, hôm nay thật là để ta mở rộng tầm mắt nữa nha. Các người nhìn mỗi một cái tộc đàn chỗ vòng tầng cũng bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động, bọn hắn hẳn là thông qua phương thức như vậy, làm cho cả bên trong hồ nguyên bản an tỉnh thủy vực hưng khởi đầy đủ cường thịnh gần sóng. Mà những cái này giao thoa tung hoành, lấy khác biệt tần suất cùng phương hướng vận hành gần sóng đang vào một chỗ, liền có thể trình độ lớn nhất cường hóa bọn hắn tất cả mọi người phóng xuất ra sức chiến đấu. Đây chính là sinh tồn ở thủy vực bên trong, quần thể số lượng 10 phần khổng lồ hải tộc các chiến sĩ am hiểu nhất hình thức chiến đấu. Huyền võ phân thân ở một bên ung dung mở miệng đối chiến đấu như vậy phương pháp làm ra hiểu rõ đọc chẳng qua gia hỏa này dường như cũng không vội lấy ra tay, mà là nhìn chầm chầm từ dương lão đại đến tiếp sau động tác. Mà như là thanh long, cái này cái khác mấy tên cũng tự hồ cũng không có động tác ý tứ, nhiều hứng thú đứng ở phía sau, bình tĩnh nhìn từ dương tự mình một người thao tác. Bọn hắn rất rõ ràng, đi vào thủy vực bên trong, từ dương chính là tuyệt đối không gì sánh kịp chúa tể, chỉ cần hắn muốn, vẻn vẹn một ý niệm hưng khởi gợn sóng liền có thể hủy diệt toàn bộ ngạc vương tôn khu vực bên trong tất cả hải tộc chiến sĩ không sai, các người ngưng tụ ra dạng này trận pháp trên thực tế thật sự có thể để các ngươi chỉnh thể sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên. Tiếc nuối là các người lần này đối mặt người là ta, mặc kệ các người làm ra như thế nào thủ đoạn ứng đối đều không làm nên chuyện gì, bởi vì tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì loè loẹt thủ đoạn đều đem không có chút ý nghĩa nào. Từ Dương vừa mới nói xong, đột nhiên đem tay phải của mình chậm rãi nâng lên, chỉ trong tích tắc tại xung quanh thân thể của hắn nháy mắt dâng lên trăm trượng sóng lớn không có ai biết cái này một cổ cường đại vô cùng trung tâm hồ nước vòng xoáy lên sóng lớn đến tột cùng là tại như thế nào một loại lực lượng điều khiển phía dưới hoàn thành cái này sóng to gió lớn thuận thế mà lên tại từ dương tinh thần lực dẫn đạo cùng điều khiển phía dưới cấp tốc ngưng tụ thành một đạo to lớn sóng nước đồ đằng khi là một đạo vô cùng tinh xảo phức tạp hình tròn trận pháp đồ đằng đóng dấu toàn bộ đều là từ thủy thuộc tính lực lượng ngưng tụ mà thành thật tình không biết cái này một đạo to lớn đồ đằng chính là từ dương lấy mình hải thần lĩnh vực bệnh ra tới một loại đặc thù thủy thuộc tính trận pháp. Tại thủy vực chiến trường ở trong phóng xuất ra, có thể tạo thành phạm vi lớn thủy thuộc tính ngưng kết hiệu quả. Nguyên bản trận pháp này xuất hiện, đến tục cùng có thể cho từ dương mang đến như thế nào tăng lên cùng công pháp hiện ra, liền xem như bên cạnh hắn mấy cái này các đội hữu cũng đều đoán không ra đáp án. Thế nhưng là theo sát lấy, làm cái này một dấu ấn ở trong hư không to lớn hình tròn đồ đằng trận pháp bắt đầu phát huy tác dụng thời điểm, tất cả mọi người mới cuối cùng đã rõ từ dương cái này một chiêu thủ đoạn đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Cho dù là chân chính trong biển chi thần, cũng chưa chắc phải nhất định có được lực lượng kinh khủng như vậy. Chỉ thấy kia to lớn đồ đằng vòng tròn chậm rãi xoay quanh ở trong hư không, mỗi một tia minh văn chính giữa điểm sáng tại thấp sáng về sau. Đều sẽ phóng xuất ra một tầng lại một tầng vô cùng cường đại tinh thần lực sóng cả. Từ cái này hình tròn đồ đằng chính giữa khuếch tán hướng toàn bộ hồ nước chiến trường mỗi một cái góc mà bị cổ này tinh thần thủy triều càng quét hải tộc các chiến sĩ, đều sẽ bản năng phát ra tiếng rít chói tai, bởi vì cổ này tinh thần thủy triều đối linh hồn của bọn hắn xung kích thực sự là thật đáng sợ, mà đây là từ dương tại tận khả năng áp chế tinh thần lực của mình chuyển vận về sau kết quả. Ông trời của ta không thể nào, vẽn vẹn rót vào dạng này một tia ít ỏi tinh thần lực đến ta độc chờ phát trận bên trong, thế mà liền nhấc lên như thế gần sóng. Xem ra các người những cái này thú tộc các chiến sĩ lâu dài tại thủy vực chỗ sâu sinh hoạt, cũng không có cho tinh thần của các ngươi phương diện mang đến bao lớn tăng lên, các người căn bản không có đủ cường đại bắt kích sóng biển tính bền dẻo. Nhớ ngày đó ta tại vô tận hải ở trong thời điểm, những cái kia trong biển chủng tộc là bực nào mãnh liệt. Bọn hắn sinh hoạt tại chính thức trong biển rộng, mà cũng không phải là các người dạng này gió êm sóng lặng hồ nước lĩnh vực, cũng cho các ngươi những cái này thủy tộc sinh vật còn không biết xấu hổ kêu gọi mình vì hải tộc. Các người cùng những cái kia sinh hoạt tại chân chính đại hải bên trong, không lấy bắt kích sóng gió vì trưởng thành chân chính hung mảnh chủng tộc, còn kém xa lắc đâu. Từ dương lời này coi là thật không giả, nhưng mà nghe vào ngạc vương tôn cầm đầu những cái này thủy tộc các chiến sĩ trong tai, xác thực mang cho bọn hắn lớn lao vũ nhục. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể có cảm giác ưu việt, nhưng ngươi tuyệt đối không được cho là chúng ta những người này đều là cho không, coi như thực lực ngươi cường đại hơn nữa lại như thế nào. Ngươi vĩnh viễn không có cách nào chinh phục linh hồn của chúng ta. Ngạc vương tôn giận tím mặt, phát ra điên cuồng gầm thét làm đáp lại. Nhưng mà hắn gầm thét thanh âm tại từ dương ngưng tụ ra cái này một đạo to lớn đồ đằng quan hoàng vây quanh phía dưới, lộ ra cỡ nào yếu kém. Không có một lát sau, cái này đồ đằng vòng tròn ở trong phóng xuất ra tinh thần uy áp dường như so trước đó càng cường đại mấy phần. Từ dương vô cùng tin chuẩn chưởng khống tốt cái này tinh thần lực quan hoàng cực hạn trình độ, tránh mình hơi không chú ý, liền đem cái này toàn bộ trong thủy vực tất cả hải tộc sinh vật hoàn toàn xóa bỏ, đó cũng không phải hắn khát vọng nhìn thấy cục diện. Từ dương muốn là bọn gia hỏa này tại mình lực lượng chấn nhế bờ phía dưới, cuối cùng lựa chọn thần phục, như cùng ở tại hổ vương nhất tộc bộ lạc ở trong phát sinh một màn kia đồng dạng, mà không phải máu me đầm đìa một trường giết chóc, cưỡng chế bọn hắn làm ra lựa chọn chính xác. Tại từ dương xem ra, những cái này thú tộc đồng dạng có được sinh hoạt tại doanh châu đại lục ở trong quyền lợi, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản không nghĩ đối với mấy cái này thú tộc chiến sĩ hạ sát thủ. Mà lúc này đoàn đội ở trong cái khác mấy tên thành viên, tiểu hoa thanh long bọn người nhìn thấy chung quanh từng mảng lớn thủy tộc các chiến sĩ phát ra điên cuồng la lên, cũng là nhịn không được lắc đầu bất đắc dĩ. Ta nói những cái này các chiến sĩ từng cái làm sao đều là lăn đầu thanh nha, cứ như vậy không phân rõ tình thế sao. Bọn hắn cùng lão đại ở giữa thực lực quả thực chính là cách biệt một trời, cứ như vậy tiếp tục giải dụa xuống dưới, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì sao không nói trước lựa chọn từ bỏ đâu. Như là hổ vương tôn sớm như vậy sớm thần phục với lão đại, sự tình cũng liền trở nên đơn giản nhiều. Nghe được thanh long kiểu nói này, bên người cách đó không xa huyền võ phân thân cũng là nhịn không được lắc đầu. Xem ra những cái này sinh hoạt tại cực bắc mang hoang ở trong thú tộc chiến sĩ, tự hồ đối với thú hoàng nhất tộc tín ngưỡng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn sâu nặng một chút.